Chị và các bạn, good morning. Rồi chúng ta sẽ nhờ Katrina thâu lại Zoom ngày hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Good morning, good morning. Xin chào các anh chị em ở Mỹ và Canada. Xin chào anh chị em Nhật, Úc Châu. Giờ này muộn rồi mà mọi người vẫn còn đang thức để háo hức chờ cái chương trình huấn luyện ngày hôm nay. Xin chào Nhật Châu Âu và xin chào Nhật Việt Nam. Chào mừng các anh chị và các bạn tham gia chương trình hướng dẫn khởi động kinh doanh đặc biệt của Nhất Toàn Cầu. Chúc mừng các anh chị đã quyết định tham gia kinh doanh này và đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta được chứng kiến sáng ngày hôm qua chúng ta đã được chứng kiến sự kiện Give You Online đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức với quy mô hoành tráng, với sự chuẩn bị rất là công phu mà giúp chúng ta nắm bắt được cơ hội kinh doanh này. Ngày hôm nay Nhất đã cử ra những lãnh đạo ưu tú nhất, những người đã thành công bằng chính những kinh nghiệm thực tế quý báu của họ để hướng dẫn chúng ta những kỹ năng, những việc làm gì quan trọng, cần thiết và có thể thực hiện được ngay. Giống như trao cho các anh chị những công cụ như một chiếc xe và hướng dẫn cách sử dụng điều khiển, trao cho anh chị một bản đồ và một kế hoạch để anh chị có thể điều khiển chiếc xe kinh doanh của mình đi đến đích thành công. Chúng ta muốn thành công thì cần phải biết cách làm đúng, đơn giản và hướng dẫn người khác làm được như mình. Chúng ta vô cùng biết ơn đội ngũ Hit đã tạo lên một hệ thống và những công cụ hỗ trợ rất là tuyệt vời này. Có thể nói là cá nhân Văn ước gì cách đây 5 năm khi bước chân vào kinh doanh này mà có được những điều kiện như những anh chị đang có mặt ở đây ngày hôm nay để được hướng dẫn từ chính những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước. Chính vì vậy mà chúng ta hãy nghiêm túc chuẩn bị, tập trung và ghi chép đầy đủ trong buổi Zoom ngày hôm nay. Rất là nhiều người tham gia kinh doanh này vì muốn được trở thành thành viên của đội ngũ Hit, là những doanh nhân có tầm nhìn và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Vậy thì giá trị của GIP là gì? Và chúng ta cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những nội quy nào? Tại sao điều đó lại có ý nghĩa quan trọng và lớn lao như vậy? Xin mời các anh chị và các bạn lắng nghe sự chia sẻ của hai nhà lãnh đạo ưu tú, luôn luôn là những tấm gương cống hiến hết mình vì đội nhóm. Xin mời Blue Diamond Ada Lưu Nguyễn và Blue Diamond Diệp Nguyễn. Chào buổi sáng anh Tony Văn Phạm và chào buổi sáng tất cả các anh chị em của đội nhóm toàn cầu. Chào buổi sáng chị Diệp. Chào mừng các anh chị đến với buổi chia sẻ huấn luyện dành cho các nhà phân phối đầu tiên được diễn ra online của đội nhóm GIP toàn cầu. Mình tên là Ada Lưu Nguyễn, đến từ Atlanta, Georgia. Và đối với đại hình này là một ngày rất là đặc biệt các anh chị, vì hôm nay là ngày sinh nhật của con gái mình 15 tuổi và đó cũng là đánh dấu 16 năm mình đặt chân đến Mỹ này. Ada qua Mỹ với tất cả những hoài bão về một nước Mỹ thiên đường các anh chị, một tấm bằng đại học luật và đại học ngoại ngữ bên Việt Nam, lại trở thành một cái người chủ neo suốt 13 năm. Và đúng đến tháng 10 năm nay đó thì Ada đã kinh doanh Nu Skin được 3 năm. 13 năm chủ tiệm neo. Mình nghĩ là chỉ khổ cực nhưng mà đối với nó chỉ là vất vả thôi, nhưng bù lại là cơm no áo ấm là cái mà mình có và rất tự hào về cái sức lao động của mình. Cho tới khi một ngày mình biết ra cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền mà còn có những niềm vui về thời gian, về tự do, về tài chính. Và đó là cái mình muốn. Hôm nay đồng hành và chia sẻ với Ada còn có một người chị xinh đẹp tới từ miền Nam Cali. Đối với Ada thì chị rất là tuyệt vời, tại vì giờ này bên Cali còn mắt nhắm mắt mở 6 giờ sáng, nhưng mà chị thì lúc nào cũng năng lượng và xinh đẹp. Chào buổi sáng chị Diệp. Good morning, cảm ơn Blue Diamond Ada và xin thân chào tất cả các anh chị đang có mặt trên Zoom của đội nhóm GIP toàn cầu ngày hôm nay. Diệp cũng rất là vui và được hân hạnh cũng là một người mà cùng chia sẻ lên đây để chia sẻ cùng anh chị. Diệp thì đến từ miền Nam California. Background của Diệp và cái nghề nghiệp của mình đó, hiện tại bây giờ thì là chủ nhà hàng Phở Nam Định ở ngay khu mà các anh chị thường hay nghe là Little Sài Gòn, là Sài Gòn nhỏ đấy các anh chị. Và bên cạnh đó thì gia đình còn có một công ty vào đầu tư. Thì với những tính chất công việc của mình là nhà hàng thì mở cửa không bao giờ đóng, rồi công việc của ông xã thì đi travel rất là nhiều các anh chị. Thế cho nên là mình chỉ biết là làm và làm để mà có được kinh tế gia đình. Nhưng mà hoàn toàn mình nhận ra một điều là mà nó mất cân bằng trong cuộc sống. Khi mà chúng ta có được tài chính ổn định cho gia đình thì cái thời gian và sức khỏe rồi cũng như là những sự quan tâm giữa cha mẹ và con cái thì đều là thiếu hụt các anh chị. Chính vì thế mà Diệp đã nắm bắt cơ hội Nu Skin cho đến bây giờ đã là hơn 5 năm. Wow, rất là tuyệt vời các anh chị. Giống như hồi nãy anh Tony Văn Phạm có chia sẻ ngày hôm qua, và chắc chắn trong buổi ngày hôm nay 2 tiếng đồng hồ tới các anh chị sẽ nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều lần chữ GIVE, GIVE.
các bạn sẽ nghe rất là nhiều lần chữ đội nhóm, và các bạn một lần nữa sẽ nghe rất nhiều lần là chúng tôi là đội nhóm hoặc là chúng tôi là đội ngũ của đội nhóm GIVE. Và cái chữ GIVE đó là viết tắt các bạn của chữ Global Influential Visionary Entrepreneur, tức là đội ngũ những người kinh doanh, những doanh nhân có tầm nhìn và tầm ảnh hưởng toàn thế giới. À, khi mà các chị nói với những doanh nhân, nói tới đội ngũ, thì rõ ràng các anh chị nói với tập thể, nói với đội nhóm. Đã là một đội nhóm, đã là một tập thể thì các bạn cần có một số nguyên tắc nào đó nhất định để mình có thể làm việc chung. Chúng ta đang nói tới chữ FRILL các anh chị. À, chúng ta đang nói tới gia đình. Gia đình, cái chữ F đầu tiên các bạn, Adam muốn các anh chị nhớ những cái từ này. Ở đây không chỉ là những cái nguyên tắc mà mình có thể làm việc chung kể từ ngày hôm nay, mà đây là một cái nguyên tắc mà anh em, các anh chị em nhà phân phối Nu Skin Việt Nam trên toàn cầu, mình gần như sử dụng đó là một cái kim chỉ nam để làm việc. À, rõ ràng gia đình là một cái sợi dây gắn kết, tương đồng và có sự tha thứ. Bên cạnh đó mình còn có sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. À, trong quá trình các anh chị làm việc sẽ có những cái xích mích xảy ra, cũng giống như gia đình, sẽ có những cái va chạm nào đó nhất định. Nhưng một khi mình là thành viên trong gia đình rồi thì mãi mãi mình sẽ là thành viên trong gia đình, gắn kết với nhau dù mình muốn hay không muốn. Và đây là một trong những... Và đây là một trong những điều mà bản thân Adam rất thích các bạn. À, family. Cái chữ thứ hai là chữ R, responsibility. Và khi mình hiểu ra được cái chữ này là trách nhiệm, thì rõ ràng trách nhiệm nghĩa là mình không đổ lỗi, nghĩa là mình không chối bỏ, nghĩa là tất cả các thành viên trong gia đình của mình chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Và dĩ nhiên cái hành động đó phải được trách nhiệm ở một cái mức độ cao nhất. Trong quá trình các chị kinh doanh sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, những chuyện lớn, những chuyện nhỏ, nhưng quan trọng hết là chính tôi, do tôi, vì tôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm những hành động liên quan tới mình. Rõ ràng khi mà các anh chị đến với kinh doanh này, ai cũng muốn mình tốt hơn, đẹp hơn và trở nên hoàn chỉnh hơn mỗi ngày. Chính trực là mình sẽ làm việc từ cái trái tim của mình các bạn. Tại vì cái chữ integrity, cái chữ chính trực trong cái con người của mình không được thể hiện ra thì làm sao các bạn có thể tốt hơn được. Mình hành động vì lợi ích của những người khác, mình lấy chữ tín làm đầu, mình giữ vững giá trị đạo đức của bản thân mình, lúc nào mình cũng có thể chỉ có thể làm điều đúng và làm những điều tốt hơn và không ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của người khác. À, cái chữ tín trong kinh doanh thì các bạn có thể gặp tất cả mọi nơi, nhưng mà đối với những anh chị em nhà phân phối của Nu Skin trong đội nhóm GIVE toàn cầu các bạn, các bạn đi đâu sẽ thấy những người lãnh đạo gương mẫu, họ lấy tâm, lấy tính làm đầu. Và đặc biệt các bạn sẽ thấy cái chữ này thể hiện rõ nét nhất trong con người của các bạn. Các bạn đi dần tới những cái sự thành công nhất định nào đó. Cái chữ thứ tư và cái chữ mà Ada cũng rất thích các bạn, love. Love thì có rất là nhiều nghĩa, nhưng trong kinh doanh Nu Skin và đặc biệt trong đại gia đình GIVE, mình sử dụng chữ love như là một cái sự hành động của sự yêu thương, của sự chân thành. Và đặc biệt đối với Đà đó các bạn, chữ love đây có nghĩa là mình bày tỏ sự biết ơn qua những hành động và qua những lời nói. Mình biết lan tỏa tình yêu thương của mình bằng những việc làm thực tế, chứ không chỉ là nói suông. Các bạn có cảm thấy cái điều này lan tỏa qua cái tinh thần của tất cả những anh chị em nhà phân phối, đặc biệt bây giờ là còn sớm ở một cái vùng nào đó, hoặc khuya, hoặc là 2-3 giờ chiều ở một nơi nào đó, các bạn có thể thấy cái năng lượng được tỏa ra. Tại vì cái điều đó là cái sự lan tỏa của tình yêu thương. Và hơn quan trọng hết các bạn, hơn hết là các bạn vào đây để kinh doanh. Và kinh doanh này chúng tôi đào tạo ra những người lãnh đạo. Cái tinh thần thể hiện, cái bản chất của một người lãnh đạo cần phải thể hiện bằng sự gương mẫu, bằng sự phục vụ và đam mê chân thành, từ lời nói qua hành động phải nhất quán. Và đặc biệt, leadership là gì các anh chị? Đó là tấm gương của sự cho đi và tấm gương của sự gương mẫu. Cảm ơn Pruday, cảm ơn Pruada vừa mới chia sẻ với tất cả các anh chị về năm giá trị cốt lõi của đội nhóm GIVE. Và bản thân Diệp rất tự hào và hãnh diện là một thành viên của đội nhóm GIVE các anh các chị ạ. Và khi mà chúng ta đã
trong kinh doanh này thì như là các anh chị đã biết, ngày hôm qua các anh chị cũng vừa mới được nghe về cơ hội kinh doanh đúng không ạ? Thì cơ hội kinh doanh nó mang tính chất cá nhân hóa và phù hợp cho tất cả mọi người, dù các anh chị đang ở đâu, các anh chị đến từ địa lý nào, các anh chị là nghề nghiệp là gì, rồi là tuổi tác như thế nào thì đều hoàn toàn có thể tham gia kinh doanh này và cho phép các anh chị khởi nghiệp với một cơ hội kinh doanh riêng của mình. Và đặc biệt là trong cơ hội này thì trao quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, cho dù các anh chị đang là chủ doanh nghiệp hay là hãng xưởng, nhân viên văn phòng hay là tiệm nail, tiệm tóc, sinh viên ra trường, bà mẹ bỉm sữa, và tất cả các cô chú dù là ở lứa tuổi 60, 70 cũng đều tham gia được. Và nếu mà như vậy thì kinh doanh của chúng ta là làm việc giữa con người với con người, đúng không anh chị? Chính vì thế mà đội nhóm KIP còn có 7 nội quy hoạt động nữa. Và Diệp xin chia sẻ nội quy đầu tiên chính là nếu lời nói không có tính cách phục vụ thì đừng nói. Ở đây đó các anh chị, khi mà chúng ta làm việc với nhau và như là Diệp nói là chúng ta làm việc giữa con người với con người thì chúng ta luôn nên là dùng những lời nói có tính chất tích cực, yêu thương, lúc nào cũng nâng nhau lên và luôn luôn là tạo những năng lượng trong cái công việc của chúng ta. Còn nếu mà những lời nói nào mà tiêu cực, rồi mình hay suy đoán lắm, hay suy xét, hoặc là mình có thể là có những cái lời nói mà không có giá trị cho những người khác đó, thì xin các anh chị đừng nói nhé. Mình có thể là nói ví dụ như là ngày hôm nay thì ở bên California là bắt đầu cái workshop này là 6 giờ sáng đúng không anh chị? Và nếu một người nào đó mà nói là trời ơi tại sao mà có thể là tổ chức một cái workshop sớm thế, cái giờ này là lẽ ra là em còn đang ngủ hoặc là đang nằm ở trên giường đúng không? Thì nhưng mà thay vì những cái lời lẽ như vậy thì các anh chị có thể nói là ồ, rất là tuyệt vời và may mắn là ngày hôm nay cái workshop tổ chức lúc 6 giờ và lúc đó thì sớm đầu óc được minh mẫn và mình được học hỏi được nhiều hơn, đúng không ạ? Thế cho nên là cái điều đầu tiên mà Diệp rất là thích là, và mình luôn luôn ghi nhớ là nếu mà lời nói không có tính cách phục vụ thì đừng nói. Còn điều thứ hai là nếu điều gì không rõ ràng hãy hỏi, đừng đoán. Trong công việc của chúng ta, mình làm việc rất là nhiều người, teamwork, rồi làm việc với cả nhiều quốc gia khác nhau đúng không anh chị? Và đội nhóm, khi mà đội nhóm của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, kinh doanh càng ngày càng phát triển thì chúng ta có thể là kinh doanh được toàn cầu. Và như thế thì nếu mà chúng ta mà không rõ ràng mà hay đoán và hay áp đặt người khác, lúc nào cũng nghĩ người khác là phải giống như mình á, thì nó cũng rất là khó. Ví dụ như là Ada, Ruda Ivan, Ada là một người mà mình thấy rất là vui vẻ này, nhiều năng lượng này và luôn luôn là chân thành, rồi lúc nào cũng tích cực. Thế mà ngày hôm đó thì mình lại nhìn thấy Ada tự dưng là ưu tư với ánh mắt xa xăm, không hiểu là bạn đang suy nghĩ gì đây. Nhiều khi mà mình hỏi thì bạn cũng thấy là bạn lơ đãng, bạn không có chú ý gì đến câu hỏi của mình, thì nhiều khi mình lại đoán, mình hay đoán lắm, mình bảo chứ ồ thế thì chắc Ada chắc là đang giận dỗi gì mình một điều gì đây, hay là đang có một cái điều gì đó mà làm bạn cho là buồn lòng, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế ra khi mà mình hỏi Ada là thế có chuyện gì đó thì Ada lại nói là ồ hôm qua thì con trai của em có thể là bị hơi sốt, rồi em ấy bị nóng lạnh, và cả đêm hôm qua thì em lại Ada chăm sóc con, và sáng hôm nay thì cũng vẫn rất là lo lắng cho con, chính vì thế mà Ada không được tươi vui như hàng ngày. Thế anh chị thấy không? Cho nên là nếu mà mình mà cứ đoán á, thì nó rất là hay hiểu lầm nhau. Trong kinh doanh thì mình không, thực sự là mình luôn luôn là mong muốn là có những cái điều mà mình hãy hiểu nhau và đừng có những cái sự mà đoán, rồi là có những sự mà không vui giữa mọi người, rồi giữa những người mà trong đội nhóm với nhau, đúng không ạ? Rồi còn điều thứ ba nữa là chia sẻ bằng tâm và làm việc bằng tín. Cái điều này thì mình vô cùng là mình gọi là ghi tâm tạc dạ đấy các anh chị, bởi vì trong công việc của chúng ta đó là mình luôn luôn là chia sẻ bằng hết cả tấm lòng, bằng cả trái tim, mình không có nói quá sự thật, mình luôn luôn là mình không có nói sai, đúng không ạ? Và trong cái kinh doanh của chúng ta đó thì mình nhiều khi người bạn của mình họ tham gia cùng với mình, họ nhận lời mời vô nghe Zoom ngày hôm nay cùng với mình là có thể là họ yêu quý mình đầu tiên này, họ có, mình có một tín nhiệm đối với họ, chứ còn nhiều khi có những người mà ở trên Zoom ngày hôm nay đã về công ty bao giờ đâu, đúng không ạ? Và thậm chí là các anh chị chưa về công ty, hoặc là các anh chị chưa dùng một cái sản phẩm nào đó, nhưng mà bởi vì là các anh chị quý mến những người bạn của anh chị mà các anh chị ngày hôm qua đã có mặt để nghe
cơ hội kinh doanh, và ngày hôm nay thì anh chị vô để mà xem cái buổi khởi động kinh doanh là thế nào. Thế cho nên là cái điều thứ ba là mình vô cùng là tâm đắc, là chia sẻ bằng tâm và làm việc bằng tín. Cái điều thứ tư là đối xử với người khác giống như họ muốn được đối xử. Các anh chị nghe cái điều này thì nó hơi lạ lạ đúng không? Thông thường thì trước đây khi mà mình chưa có tham gia cùng với đội nhóm Kip và chưa có tham gia với kinh doanh cùng New Skin thì mình thường hay nói là đối xử với người khác giống như mình muốn được đối xử, có nghĩa là mình muốn được đối xử như thế nào thì mình lại đối xử với người khác như vậy. Nhưng mà kỳ thực thì trong kinh doanh này lại hơi khác một chút. Ví dụ như là bạn Ada là một người mà ăn chay, mà mình hoàn toàn mình không tìm hiểu gì về bạn Ada hết cả, mà mình lại người thích ăn phở. Thế mình nói là ồ Ada ơi, ngày hôm nay thì chị mời em đi ăn phở, thì liệu bạn Ada có nhận lời mời đó không, đúng không? Và rõ ràng là bạn ấy là người ăn chay. Thế cho nên là mình phải hiểu rõ, cũng như là trong kinh doanh của mình, Diệp thì là một người mà rất thích làm đẹp, các anh chị mình rất là thích đẹp. Thế nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài, mình lại nhìn thấy một chị nào đó, chị vừa có làn da thì nhăn này, rồi không được tươi sáng hoặc là nám, mà mình lại nghĩ ngay là ồ cái chị này chắc chắn là chị phải dùng bộ sản phẩm làm đẹp của mình, chắc chắn là phải giới thiệu cho chị những cái công nghệ, những cái sản phẩm làm đẹp. Thế nhưng mà thực ra là chị lại là người mà quan tâm đến sức khỏe là hàng đầu, chị đặt hàng trước sức khỏe là điều quan trọng đối với chị. Thế thì có phải là nếu mà chúng ta không có đưa ra những cái gì mà họ mong muốn, không có trao cho họ những cái món quà hoặc là trao cho họ những cái điều mà họ muốn, thì chắc chắn là cũng không có được đúng không ạ? Mà nếu mà như vậy thì mình phải giới thiệu với cả chị là về sức khỏe trước đúng không ạ? Rồi vậy thì cái ba cái nội quy hoạt động sau thì mời Blue Diamond Ada chia sẻ tiếp. Cảm ơn chị Diệp Nguyễn. Ấy đã cảm là mình vào đây để kinh doanh các anh chị, nhưng mà qua những cái điều mà chị vừa chia sẻ là cảm thấy là mình muốn xấu cũng không được đúng không ạ? Tại vì nếu mà các bạn muốn xấu thì mình không thể chơi chung với những người mà họ đặt những tiêu chí này lên hàng đầu. Và chắc chắn trong con đường kinh doanh của các anh chị, mỗi ngày từng bước một mình sẽ hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, tốt hơn. Và đây là những trong những cái 7 cái kim chỉ nam mà mình theo hướng đến mỗi ngày. Cái tinh thần mà em thấy rõ nhất của các anh chị GIF toàn cầu các bạn, những cái nhà phân phối New Skin thuộc đội nhóm GIF toàn cầu, đó là một cái tinh thần lúc nào cũng phục vụ và lúc nào đóng góp. Nếu các bạn biết là tối hôm qua chỉ còn vài tiếng nữa thôi mà các anh chị speaker của mình nói như thế này thì anh Văn sẽ rất là thích đây các bạn. Ngồi lại với nhau mười mấy con người liên tục, hay là có thể tưởng tượng là liên tục cần 7 tiếng đồng hồ các bạn ngồi để mà có thể trao ra cho các anh chị những cái chương trình, những cái buổi nói chuyện tuyệt vời nhất. Chỉ có thể là 5 phút xuất hiện để chia sẻ hoặc là 7 phút để chia sẻ. Nhưng đây là cả một quá trình, và buổi sáng mọi người cần phải xuất hiện để tươi tỉnh như thế này đúng không ạ? Lúc nào cũng tươi tỉnh là đương nhiên, nhưng mà xuất hiện trước cả gần cả ngàn con người như vậy đó là một điều không đơn giản giúp nào. Cho nên nếu như các anh chị chưa bao giờ nghĩ là mình có thể là luôn luôn đóng góp và phục vụ vì người khác, thì đây là một cái môi trường tốt đẹp nhất để các anh chị có thể thể hiện được cái sự phục vụ và đóng góp của mình. Bên cạnh đó trong cuộc sống các anh chị, bản thân Ada cũng là một người giống như vậy, kiếm cách không kiếm cớ. Nhưng mà hồi xưa thì mình không có chịu kiếm cách, hồi xưa thì mình chỉ có kiếm cớ thôi. Lúc thì trời nắng, lúc thì trời mưa, lúc thì khó chịu, lúc thì bực mình. Tại vì sao các bạn? Tại vì mình là trên hết. Và lúc nào mình cũng đặt ra những cái điều kiện đó so với bản thân mình và đòi hỏi những cái điều chung quanh mình phải phục vụ mình và làm cho mình. Nhưng mà khi các bạn chọn New Skin để kinh doanh, đặc biệt khi các bạn là một thành viên của đội nhóm GIF, thì bắt đầu từ ngày hôm nay, cái chữ trách nhiệm sẽ đặt lên hàng đầu. Các bạn không còn kiếm cớ nữa, mà các bạn lúc nào cũng nghĩ ra cách các bạn làm sao để mọi việc bên cạnh mình có thể tốt đẹp hơn. Các bạn kiếm ra một cái gì đó để phục vụ, các bạn kiếm ra gì đó để các bạn có thể đóng góp, và các bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động của mình. Chắc chắn đâu đó trong gia đình các bạn, trong xã hội các bạn sẽ ngưỡng mộ các bạn vì những cái sự thay đổi này. Giống như Ada hồi nãy chia sẻ đó các bạn, khi mà mình tận hết khả năng thì mọi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và sáng hôm nay trong cái buổi Zoom chia sẻ, Ada cảm thấy những anh chị đã cống hết hết sức mình, những cái khuôn mặt vui tươi nè. Và đặc biệt Ada biết các bạn cũng đã tận hết khả năng, mình đã chia sẻ rồi, mình vào đây để kinh doanh. Kinh doanh thì các bạn phải đem lại cái thành công cho bản thân mình và đặc biệt cho đội nhóm của mình. Trong quá trình kinh doanh các bạn sẽ thấy có những lúc mình cảm thấy mỏi mệt, những lúc mình cảm thấy như người mình không còn miếng năng lượng nào hết, những lúc nào bạn cảm thấy là wow, ước gì tôi có thể làm một cái gì đó hơn nữa. Nhưng quan trọng nhất, mình phải tận hết khả năng của mình. Tại vì khi các bạn tận hết khả năng rồi đó, thì mọi chuyện sẽ xảy ra. Và với cái sự hợp tác,
của những anh chị em nhà phân phối gift toàn cầu, các bạn sẽ có được những thành công nhất định. Và đó là 7 điều mà các bạn sẽ dùng trong quá trình kinh doanh với những người Việt Nam. Đặc biệt chúng tôi là đội ngũ của những anh chị em nhà phân phối Nu Skin có tầm ảnh hưởng và tầm nhìn toàn thế giới. Như vậy thì gift chính là môi trường dành cho những người muốn cống hiến với sứ mệnh hoàn toàn, với sứ mệnh hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống, cùng Kim Chỉ Nam kết nối từ trái tim đến trái tim bằng giá trị, gia đình, trách nhiệm, sự chính trực, tinh thần lãnh đạo, tình yêu thương. Một lần nữa Diệp và Ada xin chúc mừng tất cả các anh chị đã có mặt trên buổi Zoom buổi sáng ngày hôm nay, và xin chúc mừng tất cả các anh chị đã trở thành một trong những thành viên của đội nhóm GIF. Wow, cảm ơn sự chia sẻ của Blue Diamond Ada Lưu Nguyễn và Blue Diamond Diệp Nguyễn. Chúng ta rất là tự hào là thành viên của gia đình GIF toàn cầu, và chúng ta hãy giữ gìn, hãy phát huy những giá trị của GIF để lan tỏa đến mọi gia đình Việt trên khắp nơi trên thế giới. Bây giờ thì chắc chắn là đa số các anh chị đang rất là hào hứng và tràn đầy năng lượng, muốn biết cần phải bắt đầu kinh doanh này như thế nào. Mời các anh chị theo dõi sự hướng dẫn của Team Lead Thanh Phan, Blue Diamond Vinh Lê, Blue Diamond Điền Nguyễn và Blue Diamond Dược Sĩ Dạng Đoan Trang. Bản thân cá nhân Văn tham gia kinh doanh này được hơn 5 năm và cũng đạt được một số những thành quả nhất định. Và đặc biệt, Văn đã thay đổi rất là nhiều, hoàn thiện bản thân và trở nên có ích hơn, đóng góp được nhiều hơn cho đội nhóm, chính là nhờ được học hỏi từ Team Lead Thanh Phan, từ Đoan Trang, Vinh Lê và Điền Nguyễn. Xin mời các leader. Cảm ơn anh Văn và cảm ơn Ada cũng như là chị Diệp đã cho chúng ta thấy được rằng là trong cái kinh doanh của mình có một cái kim chỉ nam để hướng dẫn cho chúng ta trong quá trình kinh doanh để làm sao mà mình hoàn thiện bản thân cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống. Em tên là Vinh Lê, hiện đang cư ngụ tại Charlotte, North Carolina ở Mỹ, và em đã kinh doanh với New Skin được 8 năm. Hôm nay em và đội nhóm được chia sẻ với các anh chị về những cái quá trình và những bước kinh doanh. Nhưng mà trước khi tụi em bắt đầu với chương trình gọi là tiền từ đâu ra, đây là một cái nguồn thu hút rất mạnh đối với chúng ta. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu với chương trình đó thì em xin mời mấy anh chị giới thiệu chút xíu. Em mời chị Thanh Phan. Hello anh Vinh. Good morning các anh chị. Chào tất cả các anh chị GIF toàn cầu. Thì em là Thanh Phan, em đến từ Georgia, Atlanta, và qua Mỹ được 27 năm. Trước đây là Thanh làm nail được 8 năm, chủ tiệm nail, và tham gia được New Skin với New Skin là 10 năm. Thank you, Vinh. Rồi, em mời giờ chị Đoan Trang. Hello, em chào anh Vinh và Đoan Trang, xin mến chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom buổi sáng tuyệt vời ngày hôm nay. Thì Đoan Trang chào mọi người, và Đoan Trang là hiện nay cư ngụ tại Virginia, và background Đoan Trang là một dược sĩ, và Đoan Trang đã hành nghề trong ngành dược sĩ là trên 25 năm các anh chị. Đó là hành nghề trực tiếp nha, chưa có đính tính là đi học rồi thực tập nữa nha các anh chị. Thì đến sau 20 năm đi làm và đánh đổi thời gian cũng như là chất xám của mình để có một cái cuộc sống tương đối là thoải mái ở cái thời điểm đó mà mình nghĩ. Và cái giấc mơ của Đoan Trang cũng là muốn học ngành dược sĩ để mình có thể giúp đỡ cho rất là nhiều người. Nhưng mà trong cái môi trường mình làm việc và khi mà mình trong cái môi trường càng ngày thì rất là bận bịu và mình không còn thời gian mà để mình giúp đỡ những người khách của mình giống như là mình mong muốn ở cái thuở ban đầu. Và cũng vì cái điều đó, và nó cũng ảnh hưởng luôn đến cái cuộc sống và chất lượng của gia đình mình. Và đó là lý do tại sao mà Đoan Trang rất là may mắn, và cũng như nó đã ảnh hưởng luôn đến sức khỏe của mình. Và trên 5 năm trước mình rất là may mắn được biết đến cái cơ hội kinh doanh này. Và qua cái cơ hội kinh doanh này thì ngày hôm nay Đoan Trang đã đạt được cái điều mà mình rất là mong mỏi, đó là có thể là giúp đỡ cho rất là nhiều người khác để đạt được cái chất lượng cuộc sống. Và Đoan Trang đã đạt được cái điều đó, tức là bây giờ là mình hoàn toàn được làm toàn thời gian với cái cơ hội kinh doanh New Skin và 4.0 này tại nhà. Và rất là may mắn và rất là vui là ngày hôm nay thay vì phải đánh đổi thời gian và công sức để đi kiếm tiền và trang trải cho gia đình của mình có một cuộc sống tốt đẹp, thì mình đã dùng được cái thời gian đó và đã giúp cho tất cả các anh chị, cũng như là mình cho ra cái thời gian của mình, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Thì hôm nay cũng rất là vui là có mặt ở trên đây. Và Đoan Trang đã làm New Skin được là trên 5 năm các chị.
Rồi cảm ơn chị Đông Trang, em mời anh Điền. Alo, Điền hiện đang sống ở Clearwater, Florida, nước Mỹ. Vì trước kia Điền là chủ một lúc thì mấy tiệm nail và tham gia nay được hơn 5 năm, càng làm gì càng yêu thích và rất trân trọng và cảm ơn cái cơ hội kinh doanh này. Cảm ơn Dinh. À, mọi người lúc nào cũng khiêm tốn và ít nói đúng không? Ok, rồi. Hôm nay nhóm của em chịu một phần rất là quan trọng nói về kinh doanh. Thì đương nhiên các anh chị biết là kinh doanh thì phải nói về tiền, và chúng ta phải biết là tiền từ đâu ra. Và cái điều quan trọng nữa rằng là số tiền mình, khi mà mình thành công rồi đó, thì số tiền đem đến nó có xứng đáng để mà mình bỏ thời gian ra để đầu tư và kinh doanh với công việc này hay không, đúng không? Thì nếu như vậy đó thì mình phải biết rằng là cái tiềm năng phát triển. Tại vì khi mà mọi người tìm đến ở đây, phần đông chúng ta tìm đến để rồi có chất lượng cuộc sống, có thời gian cho gia đình. Nhưng mà để có chất lượng và có thời gian cho gia đình thì chúng ta cần phải có tiền. Tại vì tiền không phải là quan trọng nhưng mà nó rất là quan trọng, đúng không? Tại vì nếu mà không có cái số tiền đó thì chúng ta không có chất lượng cuộc sống, chúng ta không có bỏ thời gian được. Bởi vì những công việc hàng ngày của chúng ta đang làm, những công việc hiện tại chúng ta đang làm, nó không cho chúng ta được cái chất lượng cuộc sống cũng như thời gian cho gia đình. Bởi vì chúng ta cứ cơm áo gạo tiền chúng ta đi. Cho nên qua cái cơ hội kinh doanh này, chúng ta sẽ tìm tới một cái phương tiện khác để chúng ta có thể cũng kiếm tiền, nhưng mà chúng ta không đánh đổi rất nhiều thời gian, cũng như một khi chúng ta đã xây dựng hệ thống thì cái nguồn thu nhập nó tiếp tục vào để chúng ta coi như là có tận hưởng được cái thời gian và chất lượng cuộc sống bên gia đình. Ok, cho nên là vai trò của chúng em là chia sẻ với các anh chị để các anh chị thấy được rằng là tiền nó từ đâu ra và New Skin có bao nhiêu chính sách trả thưởng. Thì khi mà mình biết được rằng là trong tất cả các kinh doanh nó phải có tiền thì chúng ta mới làm, còn nếu không có tiền á thì không ai làm, đúng không? Cho nên là bản thân Vinh trước khi mình bước vào New Skin thì mình kinh doanh với những người đối tác của mình mở mấy cái siêu thị, và trong lúc đó mình có hai cái siêu thị và có khoảng chừng 60 nhân viên. Thì khi mình tìm đến New Skin và cái đầu tiên mình nghe nói rằng là thừa hưởng 5% thì mình thấy rằng là con số nó ít, là tại vì mình dựa vào cái gọi là thu nhập của từng sản phẩm. Mình thấy rằng là nếu mà chia sẻ một bộ sản phẩm với 5% thì nó không đáng bao nhiêu tiền, là tại vì lúc đó mình chưa hiểu được cái sức mạnh của đòn bẩy và cái đằng sau lưng của nó là nhiều người và mỗi người làm một chút, cho nên mình chưa hiểu được là tiền từ đâu ra, cho nên mình cũng hơi đắn đo. Nhưng mà sau khi mình về mình tìm hiểu thì New Skin hiện tại bây giờ có 3 cái cách mà mình có thể kiếm tiền từ New Skin. Cách thứ nhất là trong cái quá trình mình chia sẻ sản phẩm với người khác, từng mỗi sản phẩm công ty đã chiết ra một phần nào đó tiền quay hồng cho mình khi mà mình chia sẻ sản phẩm đó với một người khác. Rồi cái thứ hai nữa là bắt đầu mình xây dựng hệ thống. Khi mình bắt đầu xây dựng hệ thống, tức là không những mình chia sẻ sản phẩm với người khác để người ta có cơ hội dùng những sản phẩm tốt, mà mình chia sẻ cơ hội kinh doanh này, cơ hội kiếm tiền này với một người khác, là gọi là bắt đầu mình xây dựng một hệ thống phân phối. Rồi sau đó rồi khi bắt đầu trong cái quá trình đó mình trở thành người lãnh đạo, và làm sao mình đào tạo những lãnh đạo trong hệ thống của mình để rồi người ta tiếp tục xây dựng một hệ thống toàn cầu, thì qua đó mình sẽ kiếm được coi như là cái nguồn thu nhập mà mình muốn. Tuy nhiên đây là cái bản đồ mà của thống kê của công ty đưa ra vào năm 2018 và nó từng chức vụ, và anh chị thấy rằng là mỗi một chức vụ nó có nguồn thu nhập. Đây là mức thu nhập bình quân, tức là có người làm nhiều hơn, có người làm ít hơn. Tuy nhiên mình đưa ra ở đây để các anh chị thấy rằng là cái con số nào anh chị hài lòng với nó và con số nào anh chị nghĩ rằng là nếu mình đạt được ở đó thì mình có thể dành thời gian thêm cho gia đình, con số nào mà mình cảm thấy là hài lòng và mình cảm thấy rằng là mình có được chất lượng cuộc sống, thì anh chị đặt cái đó vào mục tiêu của mình và cho mình thời gian để đạt được những con số này, đúng không? Thì đương nhiên đây là một kinh doanh đủ lớn hoặc là đủ cho bất cứ một người nào muốn tìm đến. Tại vì khi mà bản thân Vinh nếu 43.000 mà thu nhập một tháng thì đủ thu hút cho mình, bởi vì 43.000 mà thu nhập thụ động là một số không hề nhỏ. Tức là khi mình không còn làm nữa, mình về hưu rồi, mình đi chơi mà số tiền này vẫn vào, đó là sự khác biệt. Cho nên khi anh chị nhìn thấy cái biểu đồ này và anh chị nhìn thấy rằng là mức nào là mức tôi muốn và bằng làm sao tôi sẽ làm được đó, đương nhiên tất cả mọi hành trình nó sẽ bắt đầu từ bước rất nhỏ. Thì hôm nay đội nhóm GIF có một chiến lược rất đơn giản để rồi mọi người bắt đầu từ những chuyện đơn giản đó. Tức là công việc của mình không phải khó, tức là mình làm những gì và mình hướng dẫn cho người khác làm y chang như vậy, và nhiều người và mỗi người làm một chút. Công việc của mình không phải kiếm những người là xài 10.000, 20.000 ở sản phẩm, nhưng công việc của mình kiếm những người xài những bộ sản phẩm rất đơn giản mà nhiều người sẽ xài. Thì bây giờ mình có một chiến lược với một bộ sản phẩm
gọi là khoảng chừng 150 đồng, đúng không? Và từ những bộ sản phẩm đó mình biết rằng là mình sẽ đi về đâu. Ok, thì ví dụ như mình biết được cái bộ sản phẩm nó như vậy đó, thì mình sẽ nói rằng ok, bây giờ tôi bắt đầu và tôi sẽ làm gì, đúng không? Rồi, bây giờ ví dụ như ngày hôm nay Vinh là người lần đầu tiên biết được cơ hội, tức là mới nghe được cái Facebook Live ngày hôm qua, và Vinh nghe được và nói ô, chiến lược của Gift rất là đơn giản, thay thế những sản phẩm mình đang xài ở trong nhà. Tức là hiện bây giờ trong nhà của mình cũng đánh răng, cũng xài xà bông gội đầu, cũng tắm rửa cũng như mọi người khác, và bây giờ chỉ cần thay thế bộ sản phẩm đó. Tại vì từ xưa tới giờ mình cũng dùng số tiền đó để đi mua những sản phẩm này về, và bao nhiêu chục năm nay mình làm giàu cho những công ty khác. Như vậy tại sao mình không dùng những sản phẩm này từ New Skin tốt cho gia đình mình hơn, và mình có thể kinh doanh. Cho nên mình khi mình nghe được cái cơ hội này, cái người đầu tiên mình gọi là người bạn của mình. Ok, để mình liên lạc với người bạn của mình chia sẻ. Hello chị Thanh. Hello Vinh. Dạ chị khỏe không chị? Dạ em khỏe, anh Vinh khỏe không? Dạ em cũng khỏe chị. Hôm nay em gọi chị là hỏi thăm, thứ nhất là hỏi thăm rằng là tình hình kinh tế này có ảnh hưởng tới ngành nail của chị, tiệm nail của chị không? Dạ có chứ anh, 3 tháng nay ở nhà không hả anh ơi. À, thế là bị tình hình kinh tế bị ảnh hưởng như vậy rồi, gia đình còn đánh răng và tắm rửa không chị? Có chứ, ở nhà rảnh quá, có khi đánh răng 3-4 lần rồi tắm thì ngày 2 lần 3 lần luôn anh. À ok, thì hôm một trong những lý do em gọi chị ngày hôm nay đó là tại vì em thấy được là có một cơ hội, chỉ cần thay đổi những sản phẩm mà chị vừa dùng. Chị em chắc chắn là chị cũng giống như em, tức là bao nhiêu chục năm nay mình làm giàu cho Target, Walmart, đúng không? Và mua sản phẩm xong thì người ta đâu cho mình lại cái gì. Nhưng mà em biết được cái cơ hội kinh doanh này qua những bộ sản phẩm đơn giản mà mình có thể làm rất nhiều tiền. Thế thì bây giờ trong lúc chị ở nhà bây giờ, chị có muốn cùng hợp tác với em để thay đổi những sản phẩm mà bắt đầu kinh doanh không? Ồ, vậy là tuyệt vời quá. Chị có thay đổi sản phẩm đó kinh doanh đơn giản như vậy thôi đó anh? Chị cứ làm như vậy thôi. Tại vì em cũng biết rằng là chẳng hạn như bản thân em mà không trải nghiệm những sản phẩm này, và em không tin những sản phẩm này tốt, thì chắc chắn em không dám giới thiệu cho chị là một người bạn thân bao nhiêu năm nay. Cho nên chính bản thân em phải trải nghiệm, và đây là lý do tại sao khi sau khi em trải nghiệm, em thấy nó tốt, gia đình em xài, em mới dám giới thiệu cho chị. Và đồng thời chị cũng biết rằng là em thích kinh doanh, và chị cũng là người thích kinh doanh, cho nên em nghĩ tới chị ngay. Thế thì chị bắt đầu với em bằng một bộ sản phẩm rất đơn giản, khoảng chừng 140 đô. Ok anh Vinh. Rồi. Rồi. Bây giờ công việc của mình rất đơn giản chị. Thì chị cũng biết rằng là cho dù là thời gian này tiệm nail của chị cũng vắng vẻ, thu nhập và ít, nhưng mà chị cũng dùng sản phẩm như vậy. Thì chị cũng biết rằng là có rất nhiều người bạn thân của chị cũng dùng những sản phẩm này, và đồng thời cũng thích kinh doanh, cũng thích chất lượng cuộc sống giống như mình. Như vậy chị có biết ai mà người đầu tiên chị muốn gọi để chia sẻ những sản phẩm này hay không? Chị hãy liên lạc với người ta đi. Dạ. Ai cũng làm được đúng không anh Vinh? Ai cũng làm được hết. Okay. Quan trọng là người ta vẫn còn thích đánh răng và tắm rửa. Vậy là em biết rất là nhiều người, nhưng mà em, anh Vinh nói vậy thì em sẽ có một người bạn. Chị này là ở Virginia. Chị là dược sĩ, thì để em gọi chị. Hello chị Trang. Hello chị Thanh, chị khỏe không? Dạ em khỏe, chị Trang khỏe không? Em rất khỏe chị, lâu ngày quá. Chị lúc này thế nào rồi? Dạ cũng ở nhà chị, em ở nhà. Và em đang làm việc ở nhà rất tốt. Thì em cũng gọi chị để hỏi thăm chị là lúc này công việc chị thế nào rồi? Công việc em lúc này bệnh dịch thì cũng rất là, có lúc rất là cực chị ơi. Tự vì em đi làm em phải bảo vệ sức khỏe, rồi nào là đeo khẩu trang, rồi nào là phải lau tay, lau đồ, tức là phải khử trùng ở mọi chỗ. Tự vì chị biết em làm trong pharmacy mà, thành ra em đâu, cũng như là tiếp xúc với rất là nhiều người bị bệnh đó chị. Mà mình không biết là họ bị bệnh gì, thành ra mình phải rất là bảo vệ sức khỏe của mình đó chị. Mà chẳng những bảo vệ sức khỏe cho mình, cho những người thân khi mà mình về nhà, và bảo vệ luôn cho những người khách mà đến tiệm của mình, những người bệnh nhân khác đến tiệm của mình nữa chị. Dạ. Dạ. Chị, bây giờ em có một cái kinh doanh này, làm việc tại nhà. Thì em không biết là chị, nếu mà cho chị lựa chọn, chị thích làm việc tại nhà hay là chị vô làm việc ở pharmacy gì chị? Em thì rất là yêu công việc của em, đó là lý do tại sao em đã làm 20 mấy năm rồi chị. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà cho em được chọn một cái công việc ở nhà đó, tại vì em đã từng làm đi qua cái ba cái bệnh dịch rồi, em đã từng làm và em biết được nó rất là một cái nỗi lo âu rất là nhiều người. Mà nếu mà được chọn ở nhà thì em vẫn muốn chọn ở nhà chị, tại vì ai cũng muốn có thời gian với gia đình mình, đúng không chị? Dạ, thì vì lý do đó, đó sao em mới gọi chị hôm nay. Chị, cho em hỏi nè,
À, ở nhà chị có dùng những cái sản phẩm kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm được không chị? Và chị mua ở đâu? Dạ, lẽ dĩ nhiên là mình phải đánh rửa, đánh răng, súc miệng, chải đầu đúng không chị? Dạ. Thì em ủng hộ cho tiệm CVS của em, chị ơi, em mua đó em được 20% off chị. Chỉ có 20% off mà chị ủng hộ là bao nhiêu năm nay rồi đúng không chị? Dạ đúng rồi chị, cũng nhiều năm lắm, thành ra stock của CVS lên vù vù là vì em ủng hộ nó đó chị. Dạ, thì em biết lý do đó. Thì chị biết không, thì bây giờ đó, thì em làm một kinh doanh và chị có xài những dòng sản phẩm giống như chị đang xài ở CVS. Thì hồi đó giờ là chị nói là chị làm giàu cho CVS. Bây giờ thì làm sao những cái sản phẩm này giúp chị kiếm thêm thu nhập và làm việc tại nhà, và chị có thể làm việc tất cả mọi nơi. Thì chị có muốn tham gia với em không? Wow, tuyệt vời chị. Chị chỉ đổi, tức là có thể làm việc được ở nhà hả chị? Dạ. Dạ, cái đó là điều em mong muốn, có thêm thời gian cho gia đình đó chị. Dạ. Và chị chỉ có thay đổi sản phẩm thôi. Giống như hồi nãy chị nói là chị mua những cái sản phẩm đó ở CVS. Bây giờ thì chị thay đổi sản phẩm đó bằng những dòng sản phẩm natural để mà chị sử dụng. Và sau đó chị sử dụng có kết quả, chị chia sẻ với những người bạn bè của chị. Thì đơn giản như vậy thôi chị. Oh wow, chỉ đơn giản như vậy thôi hả chị? Wow, vậy thì điều tuyệt vời quá. Chị có thể hướng dẫn cho em là làm như thế nào không chị? Thì bây giờ đó, bước đầu tiên đó, thì chị đặt một bộ sản phẩm để mà chị dùng cho cá nhân chị, để chị thấy cái sản phẩm này tốt và chị có thể giới thiệu với bạn bè. Và chị có những người bạn ở có nhu cầu về sản phẩm này không chị? Wow, cái này nhu cầu này em nghĩ là không ai mà không xài đó chị. Cả thế giới này ai cũng súc miệng đánh răng đúng không chị? Nhưng mà cho em hỏi nè, nếu mà em mới tham gia như vậy, em có những người bạn ở những tiểu bang khác em có thể giới thiệu cho họ được hay cho không chị? Hay là chỉ trong tiểu bang em thôi? Dạ được, chị có thể chỉ làm 50 tiểu bang ở nước Mỹ và 54 quốc gia toàn cầu đó chị. Một kinh doanh rất là đơn giản và chị trải nghiệm sản phẩm thôi. Oh wow, tuyệt vời quá. Vậy em có một anh bạn, chị nhắc em mới nhớ, em có một anh bạn ở Florida. Anh này là ảnh có tới là ảnh là doanh nhân và ảnh kinh doanh rất là ấy. Vậy là ảnh cũng ok đúng không chị? Dạ, vậy chị liên lạc với anh bạn của chị nhé. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều nha, đã cho em một cơ hội, một cái phương hướng mà đó giờ em không biết là mình có thể đánh răng ra tiền. Cảm ơn chị rất là nhiều. Wow, cái sản phẩm này đã các chị Đoan Trang về và được chị Thanh hướng dẫn để mà mình trải nghiệm cái bộ sản phẩm này, và có thể nói Đoan Trang rất là yêu cái sản phẩm này. Tại vì khi mà mình về mình tìm hiểu với một cái cương vị là một người dược sĩ trong cái ngành khoa học đó, và cũng như về sức khỏe đó các chị, thì mình cũng tìm hiểu, và trong cái môi trường Đoan Trang làm thì lúc nào mình cũng phải rửa tay, nhất là trong cái mùa bệnh dịch này. Và mình thấy cái tay của mình lúc trước là mình cũng chích ngừa cho bệnh nhân rất là nhiều và tay mình rất là khô. Và khi mà mình đã tìm hiểu những cái dòng sản phẩm giống như là kem trắng răng và kem dưỡng da thì mình thấy nó quá là tuyệt vời, và rất những cái nguyên liệu rất là gọi là thiên nhiên, không có hóa chất ở trong đây. Và một cái điều nữa là Đoan Trang mê cái này là nó không có làm cho da của mình nó bị nhờn, và nó không ảnh hưởng đến những cái găng tay mà mình đeo, rất là tuyệt vời các anh chị. Hello anh Điền ơi, anh khỏe không? Hello chị Đoan Trang, mình rất khỏe. Dạ. Lúc này gia đình anh thế nào anh? Đang ở nhà. Oh wow, tình hình kinh tế này có ảnh hưởng đến anh nhiều không? Gia đình anh nhiều không? Thì công việc mọi thứ thì đình trệ hết, rất là lo ngại. Oh wow, kinh doanh tầm cỡ như anh mà cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì cho em hỏi nè, ở nhà anh có gia đình có xuất miệng đánh răng không anh? Câu hỏi rất là dễ thương. Có. Dạ. Vậy thì bây giờ mình ở nhà và mình cũng đâu có làm gì đúng không anh? Và bị đình trệ hết, tức là mấy tháng nay mình ngồi ở nhà mình cũng được gọi là nghỉ dưỡng đúng không anh? Vậy thì mình xúc miệng đánh răng thì cho em hỏi là những cái sản phẩm này anh thường mua ở đâu anh Điền? Thường thường mình mua ở Costco. Oh wow, anh mua Costco cũng chắc là nhiều năm nay rồi hả anh Điền? Đúng rồi. Wow, qua những cái dòng sản phẩm anh mua nhiều năm nay ở Costco, vậy thì ví dụ giống như ngày hôm nay anh đi ra ngoài Costco đó, anh có thể nào lấy một cái bộ sản phẩm nào miễn phí không anh? Cái vụ đó thì không có rồi. Ví dụ anh giới thiệu một người nào đến đó thì anh có được Costco có cho anh một cái quyền lợi gì không anh?
Chưa có. Oh wow. Vậy thì nếu như anh ở nhà, nếu như mà em có một cái phương tiện để hướng dẫn cho anh bằng cách nào mà anh có thể súc miệng, đánh răng, mà anh có thể kiếm thêm thu nhập trong cái lúc anh ở nhà mà sau này nữa, và kinh doanh mình không có bị ảnh hưởng ngưng động ha, giống như là cái kinh doanh anh đang làm. Vậy thì anh có muốn là bằng cách nào, thay vì hồi đó giờ anh chi tiền, anh đi ở Costco, bây giờ mình có cách để mà mình kiếm tiền từ những cái dòng sản phẩm mình xài, thì anh cảm nhận như thế nào anh? Ok, nếu mà có những cách như vậy thì ok. Wow, tuyệt vời ha. Vậy thì bây giờ rất là đơn giản. Em sẽ hướng dẫn anh, là một người làm kinh doanh thì anh sẽ biết, và đơn giản lắm. Mình không cần phải mất rất là nhiều tiền để mình bắt đầu một cái kinh doanh, rất là đơn giản. Chị bạn em chỉ hướng dẫn cho em là chỉ trải nghiệm với một bộ sản phẩm này, và bây giờ em cũng hướng dẫn lại cho anh là với thay thế những cái gì anh đang dùng trong nhà, giống như xà bông tắm, xà bông gội đầu, kem dưỡng da và súc miệng, toàn là những chất thiên nhiên. Vậy thì bây giờ để em giúp anh bắt đầu nhé, anh Điền. Ok, cảm ơn chị Đoan Trang. That's a very good idea, chị. Yeah. Kính thưa anh chị, khi mình cảm thấy đây là một điều chia sẻ, wow, rất thực tế, rất đơn giản và đủ để cho mình bắt đầu một cơ hội kinh doanh với số vốn đầu tư rất là thấp, với một bộ sản phẩm tiêu dùng hàng ngày trong gia đình, và chia sẻ và hướng dẫn nhẹ nhàng, hợp tình, hợp lý. Một điều thực tế mỗi ngày như vậy, hàng ngày Điền đều dùng bất cứ một sản phẩm hay là một cái vật dụng gì trong gia đình, thì đều có bất cứ một người nào đó đang kiếm rất nhiều tiền từ mình. Vậy thì nếu ngay bây giờ tại nhà, người người, nhà nhà, bạn bè và người thân ở gần xa có thể sử dụng một bộ sản phẩm như Điền đang sử dụng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ok, rồi thì cảm ơn anh Điền, chị Đoan Trang cũng như là chị Thanh. Đương nhiên các anh chị biết là trong quá trình kinh doanh của mình, cũng không phải là mình gọi bất cứ một người nào cũng được nhận lời, giống như là cái câu chuyện vừa rồi của tụi em làm. Tuy nhiên đây là một quá trình mình nói rằng là mình làm để rồi mình chia sẻ. Cái nhiệm vụ duy nhất của mình là trải nghiệm sản phẩm và thấy nó tốt mình chia sẻ với người khác, còn nhận lời hay không là chuyện của người khác. Tuy nhiên có những người sẽ là khách hàng và có những người muốn thay đổi cuộc sống qua cơ hội kinh doanh và dùng cái phương tiện của New Skin để người ta kinh doanh. Nhưng giống như anh Điền nói, một trong những lý do mà nhiều người bắt đầu với New Skin bởi vì một cái phương tiện kinh doanh mà người ta không cần phải lo. Mình có thể giới thiệu cho anh, cho chị Thanh ở Atlanta, chị Thanh giới thiệu cho Đoan Trang ở Virginia, chị Đoan Trang giới thiệu cho anh Điền. Thì đây là cái mô hình nhân rộng, mà điều tuyệt vời nhất là không có bất cứ một người nào phải lo về sản phẩm, vận chuyển cũng như vốn liếng. New Skin đã lo hết những điều đó rồi. Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh với New Skin và chúng ta hoàn toàn có thể thay thế những sản phẩm mà chúng ta xài, gia đình chúng ta xài, và chúng ta có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở trên 55 nước thì New Skin đang hoạt động. Thì đây là một mô hình kinh doanh, và khi mà mình thấy được nếu như chuyện gì sẽ xảy ra khi mà người này giới thiệu người kia, giống như hôm nay các anh chị kết bạn với mình thì các anh chị có thể là thấy hết tất cả những người bạn trên Facebook của mình, và ngược lại mình nhận lời kết bạn với anh chị thì các anh chị mình cũng sẽ là bạn của các anh chị. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta chia sẻ những sản phẩm này với những người chúng ta quen biết, rồi một thời gian sau tất cả những người xung quanh chúng ta biết và thậm chí những người chúng ta chưa biết cũng dùng sản phẩm này, thì điều gì sẽ xảy ra? Các anh chị tự biết rồi đúng không? Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người đã có dành thời gian để cho đội nhóm mình chia sẻ. Đương nhiên chính sách trả thưởng của công ty, các anh chị nên và đăng ký một lớp là chương trình huấn luyện riêng, bởi vì chính sách trả thưởng sẽ cần đi sâu hơn. Hôm nay rất nhiều người mới cho nên mình chỉ đi qua sơ lược để các anh chị hiểu rằng là tiềm năng phát triển kinh doanh với New Skin đủ lớn cho bất cứ người nào và đồng thời đơn giản cho bất cứ một người nào bắt đầu. Rồi cảm ơn anh Văn. Vâng, cảm ơn Kim Lít, Thanh Phan, Blue Diamond, Vinh Lê, Điền Nguyễn và Đoan Trang đã chia sẻ bằng những ví dụ rất là đơn giản, rất là thực tế, phải không các anh chị? Như vậy là các anh chị đã biết được lý do tại sao mình cần phải trở thành quản trị viên, đại diện thương hiệu để được hưởng những cái lợi ích tối đa của chính sách trả thưởng của cái kinh doanh này. Nắm bắt được sức mạnh của cái sự đơn giản và sự tập trung, mình sẽ bắt đầu đơn giản bằng bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân và tập trung vào cái sự chia sẻ cơ hội kinh doanh tiềm năng này đều đặn cho nhiều người. Bây giờ thì chắc là các anh chị muốn biết thì bao giờ mình sẽ đạt được những kết quả mong muốn và làm thế nào để có được nguồn khách hàng cũng như đối tác kinh doanh tiềm năng không giới hạn.
chúng ta sẽ được hướng dẫn ngay sau đây bởi các nữ lãnh đạo tâm huyết, nhiệt tình của GIP, những người đã thành công nhờ biết cách đặt mục tiêu, biết cách lập danh sách và hướng dẫn những người khác cũng làm được như mình. Kho báu nằm ở ngay đây, mời các anh chị và các bạn chuẩn bị tìm kiếm cái kho báu này từ Team Lead Thúy Huỳnh, Team Lead Penny Kha, Blue Diamond Lana Phạm và Blue Diamond Thanh Hà. Wow, xin chào tất cả các anh chị. Thật hân hạnh khi có mặt ở đây lúc này. Các anh chị vừa nghe Blue Diamond Đoan Trang và anh Blue Diamond Vinh Lê chia sẻ về trình bày và kế hoạch. Thì các anh chị đã hình dung ra được là mình đã muốn kiếm được bao nhiêu tiền đây rồi đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Mình tên là Thanh Hà. Hiện tại mình đang sống ở Vancouver, Canada. Thì trước đây Hà cũng chuyên kinh doanh vận tải và tạm nhập tái xuất. Thì ở kinh doanh đó, Hà cũng nhận được một số cái giá trị. Tuy nhiên, Hà bị giới hạn về tầm nhìn, giới hạn về thu nhập, giới hạn về cái việc mà phát triển bản thân. Thì hơn thế nữa, Hà cực kỳ bận rộn đang chăm sóc các con. Thì sau khi con thứ ba, mình cần phải thay đổi. Thời gian đó như một nhân duyên, Lucin đã đến và mình mở lòng đón nhận cái cơ hội này. Đến nay đã được hơn 5 năm và cả hai vợ chồng mình đã làm việc toàn thời gian với công việc này được hơn 2 năm. Thì một trong những điều mà Hà yêu thích về cái công việc kinh doanh này là không những nó giúp cho bạn có khả năng đem đến thành công cho bản thân, khả năng cho bạn xây dựng được cuộc sống mà bạn muốn sống, mà nó còn cho bạn khả năng thật sự đem lại sự ảnh hưởng đến cuộc đời của những người xung quanh. Mình yêu Nu Skin, yêu những con người làm vì tốt những điều tốt đẹp ở Nu Skin. Thì quay trở lại với câu chuyện tại sao mình cần phải có mục tiêu, hay là mục tiêu nó quan trọng như thế nào, thì trong cuộc sống cũng như là trong kinh doanh, thành công luôn là mục tiêu mà mình muốn hướng tới. Còn tất cả các điều khác chỉ thêm nhiên liệu cho cái cuộc hành trình đó mà thôi. Tất cả những người thành công họ rất chú trọng đến cái mục tiêu của mình. Họ dành tâm huyết từng giờ, từng phút để đạt được điều đó. Cái khả năng xác lập mục tiêu ấy được xem là một kỹ năng rất là quan trọng. Mục tiêu sẽ cởi trói cho cái thái độ tích cực, giải phóng các ý tưởng và năng lượng giúp bạn nhanh chóng chạm được tới đích. Thì một điều mình ứng nhận ra là cần lên kế hoạch cho chính cuộc đời mình, dù cho cái kế hoạch ấy nó có kém cỏi thế nào đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn không có cái kế hoạch nào cả. Ngày hôm nay các anh chị em mới bắt đầu đến với công việc này, hãy ngồi xuống viết ra những điều mình muốn đạt được. Ví dụ một tuần nữa anh chị muốn đạt được điều gì, một tháng nữa anh chị muốn có thu nhập được bao nhiêu, 3 tháng nữa rồi 6 tháng nữa anh chị muốn đạt được cái thành tựu gì ở trong cái kinh doanh này. Thì mình hãy ngồi xuống mình viết ra cái điều mà mình mong muốn. Hà nhớ cái lúc đầu đến với công việc này á, Hà chỉ nghĩ đến những chuyến tưởng thưởng của công ty. Khi mà được chia sẻ về cơ hội kinh doanh thì mình rất ấn tượng về những cái chuyến tưởng thưởng ở khắp nơi mà các anh chị thành công họ đã đi, họ đã trải qua. Và mình luôn hình dung ra cái hình ảnh vợ chồng mình dắt những đứa con của mình ở trên những cái chuyến tưởng thưởng đó. Và các anh chị thấy không, cái cảm giác đó nó thật sự nó rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay, lúc này thì Hà đã có cái kế hoạch để cùng gia đình có mặt tại Punta Cana vào mùa xuân 2021. Bởi vì là tháng 7, bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 tới là thị trường Bắc Mỹ, công ty có dành cho chúng ta một cái chuyến tưởng thưởng. Đó là đi Punta Cana vào năm 2021. Thì bản thân Hà đã có cái kế và đội nhóm đã có cái kế hoạch để làm sao đạt được cái điều đó rồi. Không biết ở đây các anh chị đã, Hà nghĩ rằng là các anh chị đã đọc rất nhiều cuốn sách. Mà bản thân Hà thì Hà đọc cái cuốn sách Chinh Phục Mục Tiêu của tác giả Brian Tracy. Ông có nói nếu không có mục tiêu, tương lai của bạn chỉ phó mặc cho cái sự may rủi. Ngược lại, nếu có mục tiêu đã được xác định, bạn sẽ lao đi như một mũi tên đang nhắm thẳng đến đích và sẽ trở thành những gì bạn thường nghĩ đến nhất. Thì ở đây á, mục tiêu nó phải rõ ràng, từng con số, nó phải có ngày tháng bắt đầu và ngày giờ kết thúc, nó phải được viết ra giấy, nó phải được in ra hoặc là dán lên tường. Ai đó đến phòng làm việc của Hà thì sẽ nhìn thấy ở trên xung quanh bàn làm việc của Hà đều có cái mục tiêu, đều có hình ảnh những cái gì mà Hà muốn hướng tới, và có cái kế hoạch cụ thể chi tiết kèm theo để mình thực hành cái điều mình mong muốn nó trở thành được hiện thực và mình sẵn sàng dấn thân về cái mục tiêu ấy, luôn luôn hình dung và tuyên bố nó mỗi ngày. Thì bây giờ cụ thể như thế nào,
Hà xin mời Thimelit Thúy Hình chia sẻ với các anh chị những cái kế hoạch cụ thể, bằng cách nào mình lên một cái mục tiêu chi tiết cụ thể để mình đạt được cái điều mà mình mong muốn nhé. Xin mời Thimelit Thúy Hình. Em xin chào chị Hà và xin chào chị hai chị đẹp ha, và xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom toàn cầu sáng nay. Thì cảm ơn chị chia sẻ rất là rõ ràng chi tiết. Thì hiện tại Thúy đang sống ở Atlanta. Thúy có tiệm nail được 16 năm và có hai con nhỏ rất là bận rộn. Thúy làm nail 7 ngày một tuần và 10 tiếng mỗi ngày anh chị. Thì rất là may mắn, hơn 5 năm về trước được một người bạn thân của ông xã giới thiệu cơ hội này. Thì vợ chồng Thúy đã nắm bắt và ngày hôm nay đã có toàn thời gian cho gia đình. Thì hôm nay cái đề tài rất là quan trọng ha, mục tiêu và danh sách. Thì giống như chị Hà nói anh chị Hà đã nói rất rõ ràng chi tiết ha, những gì anh chị nên học và anh chị nên lấy giấy viết ghi xuống ha, để làm hành trang cho con đường trong kinh doanh của mình. Và hôm nay chị nói là cái rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Thì mục tiêu anh chị rất là phải mình phải có. Tại vì nếu mà một cuộc sống trong kinh doanh với Nu Skin hay là bất cứ công việc nào mà mình không có mục tiêu, giống như là mình lên chiếc xe mà mình không có bản đồ, mình loay quay, mình không biết đích đến, mình không biết đi về đâu, mình mất rất mất là thời gian. Thì mình rõ ràng thì khi mà vào đây cũng vậy, Thí biết được cái mục tiêu của mình là gì. Thí muốn thành công nhanh với Nu Skin thì chắc chắn là Thí phải có cái mục tiêu anh chị. Cái mục tiêu đầu tiên nhất là giống như nãy mấy anh chị nói đó, là mình phải trải nghiệm cái sản phẩm chính bản thân mình để mình có niềm tin vào sản phẩm, để mình tự tin mình chia sẻ. Và cái mục tiêu thứ hai của Thúy rất là đơn giản anh chị, mỗi ngày Thúy chia sẻ ít nhất là một người, được không anh chị? Ở đây anh chị nào mà mình cảm thấy mỗi ngày mình chia sẻ ít nhất được một người, anh chị làm ơn bấm số 1 giùm Thúy nhé. Cảm ơn sự tương tác của anh chị. Một người mà một ngày là ít nhất một người là chuyện bình thường, đúng không anh chị? Nhưng anh chị chia sẻ càng nhiều là càng tốt nha, nhưng mà ít nhất là phải một người. Anh chị muốn đi nhanh hơn, anh chị muốn có khả năng hơn, anh chị có nhiều thời gian hơn thì anh chị chia sẻ nhiều người hơn thì càng tốt. Nhưng cái điều quan trọng nhất ở đây là mình phải điều đặn nha anh chị. Cái quan trọng mà giúp Thúy thành công để có những gì mà đạt được trong năm nay là cái điều đặn. Điều đặn là mỗi ngày ít nhất phải điều đặn một người. Thí dụ dù có trời mưa, dù có trời nắng, dù có mệt mỏi trong người, dù nhà mình có cháy, có lục đục, có chuyện gì xảy ra đó anh chị, bất cứ cái chuyện gì xảy ra, anh chị cũng phải làm việc. Có nhiều người là đổi thừa là hôm nay trời nắng quá ha, mệt mỏi trong người, mưa tầm tã thôi, chắc không ai làm việc đâu, ngủ hết rồi, ở nhà chùm mền ngủ, đúng không? Hoặc là mệt thì mình uống thuốc để cho mình khỏe lại. Còn nếu mà mình cảm thấy không có, gia đình mình có chuyện gì thì mình cũng phải tiếp tục làm. Làm mỗi ngày rất là quan trọng, mình không đổi thừa được. Tại vì người thành công luôn luôn kiếm cách, mình không kiếm cớ nha anh chị. Và cái quan trọng nữa là khi mà việc này, cái thành công, người thành công anh chị luôn luôn bắt đầu làm những cái việc nhỏ nhất, đơn giản nhất và đều đặn nhất dẫn tới chúng ta thành công. Và làm bằng cách nào thì hồi nãy anh Vinh nè, anh Điền nè, chị Thanh nè, chị Trang chia sẻ rất là thực tế, rất là đơn giản, rất là chi tiết cho anh chị. Anh chị nào mà chưa nghe rõ lại, anh chị nên về nghe lại ha, cách chia sẻ đơn giản của mấy anh chị này để mình tiếp tục mình làm, để mình về mình chia sẻ. Anh chị có thể gọi cho tất cả bạn bè, người thân mình khắp nơi trên nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới anh chị. Công việc của mình ngồi tại nhà mà mình được phép kinh doanh 55 nước trên thế giới, gọi khắp nơi ha, online, offline, anh chị có thể làm điều này. Và cái điều kế tiếp nữa là anh chị nhờ cũng sự điều đặn này, nhờ cái mục tiêu rõ ràng này mà đã giúp Thúy trong thời gian 18 tháng làm thêm, vừa làm nail vừa làm thêm thôi anh chị, mà Thúy đã trở thành chức vụ Blue Diamond. Và kể từ ngày đó là Thúy không còn làm nail nữa cho đến ngày hôm nay. Cũng nhờ cái mà mở mắt ra, khi mà mình mở mắt ra anh chị, bước xuống giường là mình phải biết mình làm gì. Trong 24 tiếng đồng hồ, mình phải biết mình làm gì trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhờ cái mục tiêu rõ ràng và điều đặn này
đã giúp Thúy không bỏ cái chuyến tưởng thưởng nào của công ty hết anh chị. Và cũng chính nhờ cái mục tiêu này mà giúp Thúy hơn 3 năm trở thành Team Elite và trong vòng 5 năm trở thành Team Elite Platinum. Mục tiêu rất quan trọng anh chị. Mục tiêu của cuộc đời của mình rất là quan trọng trong cái sự nghiệp. Mình học cách nào, làm thế nào rất là đơn giản. Anh chị nghe, anh chị đi trước đã nói rồi. Nhưng để biết cái lý do tại sao mới là chìa khóa thành công của chúng ta, thì anh chị biết là mình vào đây giống như Thúy. Thúy là một người làm trong ngành nail luôn luôn bận rộn. Cái điều mà Thúy muốn là Thúy muốn có thời gian với con và không muốn làm nail nữa anh chị. Và anh chị có thể mục tiêu của anh chị là về hưu ông xã mình, về hưu bà xã mình sớm nè, rồi cho cha mẹ mình cuộc sống chất lượng hơn. Anh chị có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, anh chị có thể có sức khỏe, trẻ, đẹp. Anh chị muốn kiếm bao nhiêu tiền, anh chị phải biết mình muốn cái gì. Anh chị phải biết mục tiêu của mình là cái gì. Thì khi mà anh chị biết mình làm gì, mình muốn gì, mà mục tiêu mình rõ ràng rồi, thì chắc chắn cái phần kế tiếp rất là quan trọng, đó là danh sách anh chị. Trong cái doanh nghiệp anh chị, vốn là cái gì? Vốn là ai cũng phải bỏ vốn trong tất cả các doanh nghiệp. Còn đối với Nu Skin, cái danh sách là cái nguồn vốn không thể nào thiếu, có liên tục, không thể ngừng anh chị. Tại sao? Tại vì nguồn vốn mà danh sách mình không có thì mình bị tê liệt đúng không? Mình làm không có kết quả nè, không có doanh số nè, không có năng lượng. Thì để làm bằng cách nào có một cái danh sách cụ thể rõ ràng, thì em sẽ mời chị Dược Sĩ lên nè. Chị sẽ chia sẻ cho anh chị mình làm cách nào để một có một cái danh sách không bao giờ ngừng và có liên tục. Em xin mời chị Dược Sĩ Lan ạ. Cảm ơn chị Thúy. Chào các bạn ở trên Zoom toàn cầu. Mình là Lana Phạm, đến từ thành phố Dallas, Texas ở Mỹ. Background của mình là một người dược sĩ 14 năm. Và Lana có chồng và ba con và luôn luôn bận rộn với công việc, không có thời gian cho gia đình. Và cho nên Lana lúc nào cũng tìm kiếm một cái phương tiện để làm chủ cho chính bản thân mình. Và cũng may mắn là cách đây 6 năm Lana đã nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Và bây giờ mình toàn thời gian với công việc New Skin này. Nói đến danh sách thì vừa rồi mình đã nghe các anh chị có kế hoạch nè, có chiến lược của Kiếp nè. Do anh Blue Diamond, anh Vinh Lê đã chia sẻ cái cách mình thiết lập mục tiêu như thế nào và đạt được những cái mong muốn mình muốn có qua những cái bộ sản phẩm cá nhân của mình dùng có thể ở nhà, đúng không mấy anh chị? Thì bây giờ nè, các anh chị đã có kế hoạch đúng không? Và đã có mục tiêu, và bây giờ anh chị phải cần làm một cái danh sách rất là rõ ràng nhé. Bởi vì danh sách là cái gì? Danh sách là huyết mạch của mình ha, là hơi thở của kinh doanh của mình, đúng không các anh chị? Và danh sách nó đến từ đâu? Tất cả chúng ta ai ai cũng có bốn cái liên hệ các anh chị, đó là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng. Thì nếu mà nói tới gia đình thì những người đó sẽ là ai? Những người đó sẽ là những người, ví dụ nha, cha mẹ, anh chị em của mình, cô chú, bác gì đó. Nói chung là những người trong gia đình, thậm chí là những người trong gia đình của vợ hoặc chồng của bên vợ và bên chồng của mình luôn, đúng không các anh chị? Bạn bè thì đến từ đâu? Những người mà mình chơi từ hồi nhỏ nhé. Những người mà mình đi học chung trường hồi xưa, và những người bạn cũ, những người bạn mới. Nói chung bạn nào cũng có thể là những người ở trong danh sách của mình nha. Ok, đồng nghiệp nữa. Đồng nghiệp là những người, ví dụ đi ha, mình kinh doanh, mình đi làm việc với họ hồi xưa hay là hiện tại. Ví dụ mình đi ra ngoài, mình gặp những người mà ở trong cộng đồng luôn, những người ở nhà thờ, những người mình có thể gặp ở chùa, công viên, thậm chí mình đi tập thể dục mình cũng có thể mình gặp bạn mà, phải không? Những người đó là những người mình có thể liệt kê ở trong cái danh sách của mình. Và mình hãy viết xuống rõ ràng danh sách của mình. Mình đừng có chọn lựa nha mấy anh chị. Có bao nhiêu người mình hãy viết xuống, viết ra trong cái cuốn sổ sách của mình, giống như mỗi ngày nè, là viết xuống
những cái tên, ok, là mình nói đến như vậy á, là Lana có một cái câu chuyện là Lana muốn chia sẻ. Cách đây 6 năm về trước thì mình thiệt sự mình không có biết danh sách là cái gì các anh chị. Lúc nào mình cũng nói là ok, danh sách là gì, cái tầm quan trọng của danh sách mình cũng không hiểu luôn, và tại sao phải có danh sách. Mình cứ loay hoay, mình đụng đâu làm đó, nhớ đến ai thì mình gọi điện thoại và chia sẻ đến đó. Nói chung là không có bài bản các anh chị, làm theo ngẫu nhiên thôi. Làm việc thiệt sự là không có chủ đích nào hết. Sau đó Lana học được công việc này, mình cần phải có biết cách lập danh sách. Thì từ khi Lana hiểu được là mình cần phải có danh sách cụ thể nhé, sau đó cái công việc của Lana tiến triển rất là nhiều. Và sau đây khi mình đã có danh sách rồi các anh chị, thì mình phải có cái mục tiêu kế tiếp nha. Ví dụ buổi tối trước khi đi ngủ ha, mình viết ra ngày mai tôi sẽ nói chuyện với ai nè, mình nói chuyện rồi mình nhắn tin cho ai, mình sẽ gọi ai, và đó là mục tiêu cho ngày mai. Và sau khi mình có danh sách rồi đó, mình phải có mục tiêu thứ hai nữa, tức là gì, là kết nối với bạn bè. Vì công việc của mình á là kết nối, cho nên ở Facebook mình có thể mình kết nối mỗi một ngày 10 người để làm cái gì các anh chị, cho cái danh sách mình lúc nào mình cũng có người làm việc. Và cái đó là cái cách lập mục tiêu và tại sao mục tiêu, là cái cách lập danh sách và tại sao danh sách nó rất là quan trọng đối với mình. Cảm ơn các anh chị. Wow, quá là tuyệt vời, phải không anh chị? Penny xin chào ba chị đẹp, và Penny xin chào đại gia đình của Gift toàn cầu. Mình tên là Penny Kha, Penny đến từ Melbourne, Úc Châu. Penny là kế toán đại diện cho sở thuế ở bên Úc hơn 20 năm anh chị. Mình từng là thanh tra kiểm toán hơn 15 năm. Hai vợ chồng của Penny đã từng đại diện cho hơn 40 nhà băng ở bên Úc. Về đây nhiều người có thể hỏi là tại sao Penny lại đi kinh doanh một cái công việc khác nữa? Penny lớn lên ở dưới quê anh chị, một nơi rất là thiếu điều kiện. Và Penny là một người rất là ham học và lúc nào cũng muốn vươn lên và khao khát được học hỏi và được tốt hơn mỗi ngày. Thì trên cái con đường mà đi tìm cái tuyệt vời đó anh chị, thì Penny đã tìm ra cái kinh doanh cùng với tập đoàn New Skin và đại gia đình Gift. Giá trị rất là lớn mà Penny nhận được và tiếp tục đồng hành hơn 5 năm nay đó anh chị, là mỗi ngày mình đi làm vì những điều tốt đẹp. Mỗi ngày mình lan tỏa tình yêu thương và chia sẻ những cái gì mà mình có được, mình nhận được từ những cái dòng sản phẩm hay là những cái trải nghiệm hay là những cái gì mình được tốt ra với tất cả mọi người. Và với một cái tâm tư là có thể thay đổi thế giới này, nghe nó lớn lao, nhưng mà mỗi ngày Penny cứ nhẹ nhàng giúp cho một ai đó thay đổi cái thế giới nhỏ của họ, thì đó là một cái cách mà Penny được nhận niềm vui mỗi ngày. Bản thân của Penny á, thì cũng giống như là mấy anh chị đã được học từ Blue Diamond Thanh Hà, là mục tiêu nó quan trọng tới cái nào, cho nên mình luôn luôn sống với mục tiêu. Mục tiêu ở phía trước của mình, dù lớn hay nhỏ, mỗi ngày mình tập trung và theo sát. Thì bây giờ thì để theo sát mục tiêu đó, Penny cũng viết xuống nè, in ra và dán khắp nơi trong nhà của mình, từ ở phòng khách của mình nè, ở trong con đường đi lên cầu thang, ở trong cái bathroom của mình, hay là cái nhà vệ sinh của mình, hay là trong phòng làm việc của mình. Penny là sống theo luật hấp dẫn đó anh chị. Và với một cái cách mà mình theo sát tập trung cao độ như vậy, thì Penny có được những cái thành quả như ngày hôm nay. Thì Penny rất là thích cái phần chia sẻ của chị Thanh Hà, đó là khi mình đã có một cái mục tiêu rõ ràng rồi, thì mình cứ chỉ như là một mũi tên lao đi, hay là mình có thể nói là đi xuyên qua tường để lấy đó anh chị. Vì Penny cũng rất là hào hứng với cái phần chỉ dẫn tiết lập mục tiêu của Timely Thúy Quỳnh.
bây giờ nó rất là nóng bỏng và rất là kịp thời. Và cái mục tiêu ngày hôm nay, mục tiêu trong 24 tiếng mình phải làm gì? Thì mục tiêu mỗi ngày, nghe nó bây giờ Fanny nghe nó dễ dàng hơn, anh chị có thấy điều đó không? Mỗi ngày mình chia sẻ với một người và mình làm điều đặn liên tục, thì đó là một cách mà phải nói là rất là dễ dàng, phải không anh chị? Còn về danh sách đó thì Fanny cũng giống như chị là nè, là mỗi ngày mình cộng thêm cái danh sách của mình, vì mình biết cái danh sách là một cái nguồn vốn mà mình phải có ở trong kinh doanh của chúng ta. Thì chị Lana hướng dẫn rất rõ ràng khi mình lập danh sách đó. Cảm ơn chị Lana đã chỉ cho chúng ta là chia nhỏ lại theo từng nhóm để cho nó dễ dàng hơn. Thì anh chị hãy nhớ nhé, danh sách là một kho tàng vô tận. Cảm ơn anh chị. Em trở về cho anh Văn nhé. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của Thị Trí, Panika, Blue Diamond Lana Phạm, Thanh Hà và Thị Trí Thúy Huỳnh. Các anh chị thấy đúng là kho báu thì nó nằm ngay ở trên cuốn sổ dưới ngòi bút của chúng ta thôi. Tức là đó là mục tiêu và danh sách. Các anh chị hãy bắt đầu kinh doanh này rất đơn giản. Chỉ là việc làm theo đúng như vậy. Tức là mình sẽ viết xuống mục tiêu và danh sách của mình để bắt đầu chia sẻ. Tiếp theo đây, chắc chắn là đa số các anh chị đang tự hỏi, tôi sẽ tiếp tục học hỏi những kỹ năng kiến thức kinh nghiệm này từ đâu, tôi sẽ nhận ra được sự hỗ trợ từ đâu và từ những ai để sẵn sàng vượt qua những khó khăn trở ngại. Xin mời các anh chị tìm lời giải đáp qua sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu của Thiên Lý Thắng Đạt, Blue Diamond Teresa, Blue Diamond Mike và Blue Diamond Loan Trịnh. Xin mời các anh chị. Wow, hello anh Văn, chào tất cả các anh chị, rất là vui được chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Lúc nãy giờ Thắng học được rất là nhiều, không biết các anh chị là như thế nào, nhưng mà Thắng học được là từ những cái giá trị của đội nhóm GIF, những cái cách làm việc của đội nhóm GIF, rồi tới cái cách bắt đầu, rất là vui khi mà nghe rất là hào hứng luôn khi mà anh Vinh gọi cho chị Thanh, chị Thanh gọi cho chị Đoan Trang gọi cho anh Điền, để rồi chia sẻ những cái đó rất là thực tế, rồi học về cách mà thiết lập mục tiêu, rồi danh sách từ các chị đẹp mà công nhận nha, lúc nãy giờ bốn chị vừa rồi đó, em nhìn thấy mặc áo màu đỏ rất là đẹp, hôm nay em cũng có áo đỏ nè. Và cái thích hơn nữa đó, chị nào cười cũng tươi và răng cũng trắng hết. Đúng là cái bộ sản phẩm mà cá nhân mình xài nó có nhiều điểm lợi đúng không? Răng ngoài răng đầu tiên là nụ cười trước, khi gặp người ta sẽ khen mình cái răng rồi, nhìn thấy là thích rồi. Cho nên kinh doanh của chúng ta không những là chúng ta chia sẻ mà có nhiều khi không chia sẻ người ta cũng thấy được. Cho nên quá tuyệt vời, đặc biệt là khen răng trắng của các chị. Em là Thắng Đặng, em sống ở Oregon, tiểu bang Oregon, nước Mỹ. Thắng kinh doanh với New Skin được 9 năm. Trước đây Thắng là một người kỹ sư. Và khi làm kỹ sư thì thời gian, tiền, bạc, cái gì cũng có giới hạn hết. Và khi lúc đầu nghe tới New Skin Thắng không có thích đâu. Tại vì cứ nghĩ là phải đẹp giống như mấy chị vậy đó. Phải có son môi rồi, phải đi bán mỹ phẩm. Cứ nghĩ vậy đó, cho nên là từ chối ngay. Nhưng mà may mắn quá, công việc với New Skin không phải là cần phải dùng son môi và không cần phải đi bán mỹ phẩm đúng không? Cho nên là lúc Thắng tìm hiểu và biết được New Skin như thế nào thì mình bắt đầu ngay và trở thành yêu thích New Skin. Và bây giờ thì không cần phải đi làm kỹ sư nữa để có thời gian cho gia đình. Và ngày hôm nay đó, trong cái phần kết nối để các anh chị biết được những cái sự hỗ trợ của các anh chị ở đâu, thì Thắng rất là hân hạnh được giới thiệu các anh chị đến với để nhóm quốc. Hai anh chị sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Em xin mời chị Teresa, anh Mike và chị Hoàng Loan có thể tự giới thiệu mình một tí xíu. Em xin mời chị Teresa. Wow, chào buổi sáng Team Lead Thắng Đặng và chào buổi sáng hết tất cả anh chị em Give You toàn cầu. Mình là Teresa Hằng Nguyễn đến từ Virginia, USA. Hôm nay Hằng rất là hân hạnh được vào đây cùng chia sẻ với anh chị em một chương trình workshop rất là đặc biệt, rất là hăng say nồng nhiệt. Từ sáng thì mình học rất là nhiều đúng không? Thì background của Hằng lúc trước là làm trong ngành nail 17 năm. Và Hằng cũng có gia đình, ba đứa con nhỏ. Trong ngành nail 17 năm thì Hằng nhận được rất là nhiều giá trị trong cuộc sống, giống như tài chánh nè, rồi tài chánh ổn định. Và mình có một cái công việc làm cũng khấm khá ở nước Mỹ 17 năm. Nhưng mà cái mà Hằng luôn luôn đi tìm đó là cái thời gian. Và Hằng nghĩ là mình luôn luôn mình chạy theo thời gian, nó không bao giờ mà chạy theo kịp cái thời gian. Mà luôn luôn đi tìm một cái cơ hội nào đó để vừa làm, vừa có thời gian cho gia đình và chăm sóc ba đứa con nhỏ. Thì cơ duyên đã đến và Hằng cùng tham gia với tập đoàn New Skin và tham gia với đội nhóm GIF đúng 3 năm rưỡi nay, và rất là đam mê công việc này.
đặc biệt là mỗi ngày nhìn thấy mấy anh chị em trong đội nhóm của mình mỗi ngày đều trẻ ra, đều đẹp ra, đều khỏe hơn và nhận được rất là nhiều giá trị trong cuộc sống và có thời gian chăm sóc bản thân mình và gia đình của mình. Cảm ơn Thắng. Tuyệt vời, em xin mời anh Mike. Hello, chào các anh chị em. Mình là tên Mike Trần ở Seattle, Washington. Background của Mike là hồi đó là một người kỹ sư. Thì anh chị biết là làm kỹ sư thì Mike biết là mình sẽ không được cái cuộc sống mình mong muốn. Sau đó thì đi ra kinh doanh, làm ngành địa ốc và xây dựng một cái công ty, mấy cái nhà cao để xây và bán mấy cái nhà cao cấp ở bên Seattle. Thì có tiền, thời gian thì cũng có nhưng mà không được thoải mái. Lý do là mỗi lần đi chơi á, đầu óc mình còn rất căng thẳng anh chị. Tại vì cái vốn mình để quá nhiều. Thì mục tiêu của Mike là muốn có tiền và có thời gian để chi, để có thể là mình có thể để dành cho gia đình. Mike thì có một vợ, 5 con. Thì mình mong muốn á, là có thời gian chơi với mấy đứa đó, đúng không? Và nếu mà nói về kinh doanh anh chị, mình là mê lắm. Từ 12 tuổi bắt đầu kinh doanh rồi. Nhưng mà cái kinh doanh á, là có hai điều mình sợ nhất. Vốn thì một phần là cũng rất sợ. Nhưng mà cái sợ nhất là không phải là vốn. Cái sợ nhất của Mike á, là nhân viên. Làm mà kinh doanh mà thấy có nhân viên là thấy rung mà. Tại vì mấy người đó hình như là mình còn nhớ cái câu chuyện của mình nói với bà xã là khi mà mình có mấy đứa nhỏ đó, mình nói là sáng anh đi làm xong rồi nguyên một ngày thay tả cho mấy người lớn tuổi, không, mấy người adult, mấy người lớn mà con của người ta, xong về cũng thay tả cho con mình, tại vì mấy nhân viên. Thì sợ nhất cái đó. Lý do là tại sao mình vô New Skin là tại vì mình thấy là thu hút của máy là mình thấy là không có nhân viên là thấy sung sướng, không cần đi thả tả được. Ok. Em nghe anh Mike nói mà em tức cười. Cảm ơn anh Mike rất nhiều. Thực tế. Có ai mà ông chủ mà đi sợ nhân viên bao giờ đúng không? Nhưng mà thật, ông chủ này rất là sợ nhân viên. Em xin mời chị Hoàng Loan. Chào Thắng, xin chào tất cả anh chị em. Mình tên là Hoàng Loan Chỉnh, mình sang Mỹ được 26 năm, có gia đình và 2 cháu. Hiện tại gia đình đang sống ở Minnesota. Và trước đây mình là một người nội trợ, ở trong nhà cũng gần hơn 20 năm. Và chỉ bắt đầu với kinh doanh New Skin, được cộng tác với tập đoàn kinh doanh New Skin được 5 năm. Và cái lý do chị muốn làm công việc này là có một cái công việc làm tại nhà, vừa lo cho con, vừa có thêm thu nhập và muốn giúp đỡ rất là nhiều người khác. Thì đó là cái lý do mà chị muốn làm cái công việc này đấy em. Rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và các anh chị thấy một người mà từ kỹ sư ra làm công ty lớn cũng làm được công việc này. Một người nội trợ ở nhà bao nhiêu năm nay không đi làm việc cũng làm được công việc này. Và đây là những người thành công hết. Cho nên mọi người đều có cơ hội và chúng ta đều có thể làm được anh chị nha. Ok, bây giờ đó thì Thắng sẽ chia sẻ với các anh chị về cái cách kết nối, làm sao kết nối và kết nối nó đem lại giá trị cái gì. Các anh chị thấy Facebook không? Facebook là cái nơi mà kết nối toàn cầu, kết nối tất cả mọi người đến với nhau và Facebook kiếm rất nhiều tiền. Rồi trong một công ty lớn, bất cứ công ty nào, một người CEO, một người tổng giám đốc giỏi, họ không phải là người làm tất cả các việc, họ cũng không phải là người làm giỏi tất cả các việc luôn, họ không phải là người làm tốt mọi việc được. Nhưng mà họ là người kết nối trong một công ty để nhiều người họ biết làm những cái gì và những cái người nào làm tốt điểm nào họ sẽ làm mạnh điểm đó. Và người CEO, người tổng giám đốc này họ kết nối mọi người để mọi người có thể làm việc hài hòa với nhau. Cho nên công việc của chúng ta cũng là công việc kết nối. Các anh chị muốn kiếm nhiều tiền thì các anh chị không thể nào làm một mình và các anh chị không thể nào làm tốt được tất cả mọi việc. Nhưng mà cái kỹ năng mà các anh chị cần để có thể phát triển được cái đội nhóm thật lớn, kinh doanh thật lớn, doanh số thật cao và phát triển tốt được cái đội nhóm của anh chị đó, thì các anh chị cần phải biết được cái kỹ năng kết nối. Và kết nối sẽ đem tới cho các anh chị rất nhiều tiền. Vậy bây giờ em xin hỏi chị Hoàng Loan là đối với chị đó thì tại sao mọi người ở đây cần phải học cách và cần phải kết nối? Yes, vì kết nối nó cho chị Loan học được nhiều, giúp cho chị được nhiều cái kỹ năng, kiến thức và phát triển trong kinh doanh này. Và mình biết trong công việc này mình không thể nào làm một mình. Tại vì chị Loan vốn là một người có rất nhiều cái không. Thứ nhất là
không có biết dùng vi tính, trước kia cũng không có biết xài Facebook và cũng không có thích giao tiếp với người bên ngoài nhiều và không biết kinh nghiệm về kinh doanh. Thì đối với một người như vậy, mình công việc này mình may mắn là không có thể làm một mình, nhưng mà có một đội ngũ GIF hỗ trợ khắp nơi trên thế giới giúp mình để mà phát triển. Thì đó là cái giúp cho chị Loan từ một người nhiều cái không, bây giờ trở thành được có nhiều cái, như chẳng hạn như khỏe hơn nè, trẻ hơn nè, đẹp hơn nè, và giúp được nhiều người hơn và dạng dĩ hơn. Và bây giờ được qua cũng giống như cái thời điểm này, hiện tại bây giờ mà mình còn ngồi tại nhà và qua cái chiếc phone hoặc là cái iPad, mình có thể làm việc khắp nơi trên thế giới. Thì đó là cái kết nối nó rất là quan trọng. Nên chị thấy những anh chị em mới với công việc này cần kết nối thì sẽ phát triển. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Hoàng Loan rất là nhiều. Bây giờ em mời chị Teresa. Rồi, cảm ơn thêm Đức Thắng Đặng và cảm ơn Raymond Long Trịnh. Mấy anh chị cũng thấy rồi, trong kinh doanh của mình đó, những cái kỹ năng cốt lõi của mình là mình cần phải có nè, kiến thức nè, cần phải có tư duy và cần phải có kỹ năng, và những điều đó mình không thể thiếu trong kinh doanh. Thì đối với kinh doanh truyền thống 17 năm làm trong ngành nail, cũng giống như chị Loan là một người mẹ ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng mà Hằng cũng vậy, đến từ những cái background khác nhau, mà mình đến đây mình không thể nào mình làm một mình, hoặc là mình bước vào cái nền tảng kinh doanh mới mình không thể nào áp dụng những cái kinh doanh cũ vào đây. Nhưng mà khi mình vào đây rồi đó, mình hiểu được cái tầm quan trọng của cái công việc mình làm là cái mô hình xây dựng hệ thống. Và cái tầm quan trọng hơn nữa là các bạn muốn về hưu sớm nè, trong vòng 4 năm muốn có tiền nhiều hơn nè, muốn có những cái giá trị cuộc sống mà từ đó giờ mình chưa có, thì mình bắt buộc mình phải học cái cách kết nối người của mình vào những cái tuyến trên, kết nối người của mình vào những cái thị trường tại nơi họ sinh sống, và kết nối người của mình vào những chương trình huấn luyện nè, giống như chương trình Zoom, rồi kết nối người của mình vào những cái quốc gia khác nhau để họ có thể học từ những người khác, học từ những cái background khác nhau để họ hiểu được là một người bình thường, một người mẹ bỉm sữa, hoặc là bất kỳ một chủ doanh nghiệp hoặc làm công việc gì trước đây, họ vào đây họ cũng có thể đồng hành với công việc này một cách dễ dàng, đơn giản và có thể bắt đầu ngay. Wow, rất là tuyệt vời. Rồi em xin mời anh Mike Trần. Hello, tại sao kết nối anh chị? Giống hồi nãy Mike nói đúng không? Mình muốn có thời gian. Thì thứ nhất á, kết nối á, tại vì á, Mike nghĩ mỗi lần mà một người kinh, mỗi lần á mà mình một người mới vô mà muốn kinh doanh, cái sợ nhất là gì? Sợ nhất là mình không có ai hỗ trợ mình, không có ai hướng dẫn mình, đúng không? Nếu mà kinh doanh nào cũng vậy anh chị, nếu mà mình có một người nào đã thành công và hướng dẫn cho mình thì mình cơ hội mình thành công rất là cao. Và nếu mà mình có mấy chục người, mấy trăm người và có thể ngàn người để hỗ trợ các anh chị nghĩ sao? Mình sẽ có tự tin để thành công, đúng không? Và cái một điều của Mike á, tại sao mình kết nối là cho người mới thấy được cái điều này, là mình có thể kinh doanh cho mình, không? Mình có một cái kinh doanh của mình, đi làm cho mình, nhưng mà mình không phải cần đi làm một mình, tại vì mình có một đội nhóm ở sau lưng mình để hỗ trợ mình và hướng dẫn mình làm sao để cho mình có thể thành công được. Cái đó, đó là rất là quan trọng để cho mấy người mới. Và còn quan trọng cho Mike là tại sao mình ít việc làm lại. Chứ anh chị nghĩ đi, mình có 1.000 người trong đội nhóm hay 10.000 người, mai mốt có mấy chục ngàn người, làm sao mà mình hướng dẫn được, đúng không? Ngày nào cũng hướng dẫn mới, người mới không là cũng đủ chết rồi, đúng không? Là bắt đầu đi tha tả nữa là không xong. Mà đương nhiên á, cái gì thấy giống như anh Mark lúc nãy nói đó, là anh Mark muốn có thời gian để chơi với 5 đứa con, đúng không? Có thời gian đi chơi với con. Mà bây giờ cứ lúc nào cũng những người mà khách hàng đi, hay là những người trong đội nhóm ai cũng gọi, cái một tí gì cũng gọi, một tí gì cũng gọi, anh ơi làm sao đăng ký, anh ơi cái này, anh ơi, thì kẹt lắm ạ. Đúng rồi, mình sẽ không có thời gian nữa. Cho nên là cái kỹ năng kết nối, mình muốn có thời gian thì những người trong đội nhóm mình họ phải biết lấy thông tin ở đâu, họ phải biết học ở đâu, họ phải biết gọi công ty như thế nào. Thì khi mà họ kết nối như vậy thì mình không có cần phải trả lời từng chi tiết với họ nữa, đúng không? Mình có thể giúp, và thật sự là giúp cho họ phát triển nhanh hơn. Chứ không lẽ khi họ gọi mình mà không có mặt mình đang bận một chuyện gì đó, mình đang có một cái Zoom, mình đang nói chuyện với một người nào đó,
không bắt điện thoại được, không lẽ là họ chờ mình, họ chờ tới khi nào, đúng không? Và nhiều người quá ai cũng chờ như vậy thì kinh doanh của họ làm sao phát triển được. Ok, tuyệt vời, cảm ơn anh Max. Bây giờ các anh chị nào, bây giờ các anh chị ghi chép nha, cái phần này cần ghi chép nè. Bằng cách nào để kết nối? Ví dụ như là bây giờ ngày hôm qua có nhiều người tham gia chương trình Gift University trên mạng rồi, bây giờ họ muốn bắt đầu, và trong đây có nhiều người cũng đang muốn bắt đầu nè, và họ vào đây học để cách bắt đầu, thì bây giờ bằng cách nào để kết nối hiệu quả nhất? Em xin mời chị Hoàng Loan trước chia sẻ là bằng cách nào kết, các anh chị ở đây nè muốn học về cái cách kết nối đó thì chị có thể hướng dẫn cho mọi người cách kết nối tốt nhất. Cảm ơn Thắng. Nói tới kết nối thì nó rất là quan trọng trong cái công việc này, không thể nào thiếu được. Tại vì nếu mà không kết nối thì sau 3 năm rưỡi chị sẽ không trở thành một người Prudentman. Nhờ qua kết nối mà mình có hệ thống và mình phát triển và mình giúp được nhiều người. Thì đối với một người mới, bằng cách nào để mà giúp họ? Nếu một người mới muốn bắt đầu thì bạn đó trước tiên là cần có một cái mã số miễn phí với công ty. Sau đó là họ cần phải trải nghiệm cái sản phẩm. Tại vì trong công việc này nè các anh chị, rất là đơn giản. Tại vì nghe hai chữ kinh doanh thì mình thấy rất là to lớn và nó xa lạ, nó rất là mới đối với mình, cũng giống như Loan trước đây. Và nhưng mà bây giờ mình có hệ thống, mình có phương hướng, mình có phương cách để làm, thì đã có một mã số miễn phí, thì bước kế tiếp đơn giản, trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ, và mình tìm những người nào muốn làm giống mình, trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ, từ đó nhân rộng và phát triển cái công việc của mình. Nhưng mà bằng cách nào để làm? Thì trước tiên anh chị phải cần biết thế nào, làm như thế nào để vào cái Zoom của GIP để học. Và phải biết cái lịch trình của từng chủ đề từ mỗi ngày thứ hai đến thứ bảy được hướng dẫn chi tiết rõ ràng bằng cách nào để anh chị có thu nhập qua sử dụng sản phẩm trong nhà bao nhiêu năm nay không có tiền. Mà bây giờ mỗi ngày mình được sự hướng dẫn bằng cách nào với một cái bộ sản phẩm mình đã sử dụng trong nhà hàng ngày, đánh răng mà có tiền, mà tắm mà có tiền đó, thì trước tiên anh chị mã số rồi order cái sản phẩm về trải nghiệm và được hướng dẫn mỗi ngày qua từng đề tài khác nhau. Và sau khi Zoom mỗi ngày mình học á, thì làm cách nào để mình nhớ, mình cài đặt cái đồng hồ để giúp mình báo mình đến cái giờ, phải đúng giờ vào Zoom. Tại vì những người doanh nhân thành đạt khắp nơi dạy cho mình bằng cách nào để kiếm tiền, là đây là một cái chương trình rất là đặc biệt mà mình được học miễn phí nha các anh chị. Thì đối với người mới rất là đơn giản, thì vào học và sau khi học á, Thắng chị cũng người mới, chị cũng cần phải hỏi họ là trong cái buổi Zoom học này điều gì là bạn thấy tâm đắc nhất và có thể áp dụng trong cái công việc của mình, và điều gì người mới này chưa rõ ràng, thì người mới cần phải gọi những cái người đã đưa các anh chị vào đây để anh chị có thể tiếp tục được hướng dẫn chi tiết để mà phát triển trong công việc này. Và cái bước kế tiếp nữa là người mới trong công việc này mình không có làm một mình đâu các anh chị, không cần phải lo ngại. Tại một người hơn 20 năm ở trong nhà như em, không có nhiều, không có biết nhiều thứ, cái gì cũng không biết hết, nhưng nhờ cái qua cái Zoom được học chi tiết như vậy, kết nối để rồi mình trở thành một người bây giờ có tất cả những cái gì mà từ hồi xưa giờ mình chưa có, thì anh chị cũng đừng có ngần ngại học hỏi, và đơn giản như vậy. Và nếu muốn phát triển trong công việc này, chỉ có trải nghiệm sản phẩm thay đổi với những gì mình đang dùng trong nhà thì sẽ giúp mình phát triển trong công việc này. Thì chúc các anh chị mới hôm nay lần đầu tiên được nghe sự chia sẻ của các anh chị hôm nay, thì chúc các anh chị đạt được những gì các anh chị mong ước. Wow, awesome. Cảm ơn chị Hoàng Loan rất là nhiều. Tuyệt vời đúng không các anh chị? Các anh chị ghi nốt và các anh chị nhớ áp dụng nhé. Rồi, người kế tiếp em xin mời chị Teresa. Đối với chị, bằng cách nào để kết nối? Rồi, thank you Thêm Nít Thắng Đặng và thank you chị Long Trình đã chia sẻ rất là tuyệt vời. Thì anh chị cũng thấy là đó, cái tầm quan trọng của sự kết nối đúng không? Và bằng cách nào mình hướng dẫn người mới vào hệ thống của mình, chị Long vừa mới chia sẻ. Thì Hằng cũng chia sẻ một chút xíu thêm về cái phần của Hằng. Khi mà mình mang một người mới vào hệ thống thì mình làm gì? Đặc biệt là dành cho mấy anh chị mới bắt đầu, và chúc mừng mấy anh chị đã có mặt ngày hôm nay. Thì ba cách mà Hằng làm, cách thứ nhất đó là mình chỉ người mới của mình.
tất cả những cái chương trình huấn luyện của Zoom, Facebook Live và giờ nhau từng múi giờ, giống như chị Long đã nhắc, cho nên ở đây mình không nhắc lại nữa. Thì mấy anh chị có thể liên lạc tiếng trên của mình để biết chi tiết và biết cái cách xét nào làm giờ nào để học cái gì, để họ không có, người mới không có bị chón hoặc là bị áp lực là vào đây không biết làm gì hoặc là tìm thông tin ở đâu. Cái thứ gì mình cần làm đó là mình phải kết nối họ vào 6 đời tiếng trên của mình, 6 đời apply, và tất cả những nhà lãnh đạo ở tại thị trường đó, giống như ở thị trường châu Âu đi, Hằng có đội nhóm bên châu Âu, nhưng mà Hằng không thể nào liên tục bay qua châu Âu để hỗ trợ các bạn ấy được. Thì những nhà phân phối mới của Hằng bên châu Âu thì Hằng sẽ cộng vào nhóm Give Europe Action, rồi Hằng sẽ giới thiệu cho các bạn ấy là những lãnh đạo nè bên thị trường châu Âu là ai, rồi những core team bên thị trường châu Âu là ai, để các bạn ấy sinh hoạt và học hỏi và lớn lên cùng với đội nhóm bên châu Âu. Rồi giống như đội nhóm của mình ở bên Mỹ, có một số anh chị ở bên Mỹ và ở bên nước Nhật đi, có một số anh chị em là ở U50, U60. Thì mấy anh chị có tưởng tượng được là ở cái tuổi này đa số là mình chỉ biết cầm cái phone để mình gọi thôi đúng không? Hàng ở U40 mà hồi trước Hàng còn không biết dùng Facebook để mà kiếm tiền nữa. Chỉ Facebook chỉ là đăng bài con mình rồi đăng những cái món ăn ngon thôi, chứ mình cũng không có biết là dùng Facebook để kiếm tiền. Nhưng mà khi vào đây mình học được một cách đó là qua Facebook, mình có thể dùng Facebook Messenger nè để mình gọi 3 chiều. Giống như mình cầm cái phone lên, mình có thể set up trong Messenger một cái cuộc hẹn với chị Nga ở bên Nhật và một người ở bên Đức để mà mình hẹn mình gọi 3 chiều. Để mà mình thấy mặt, khi mình gọi 3 chiều thấy mặt đó, thì mình có thể mở cái màn hình lên để chia sẻ cơ hội kinh doanh, để đăng ký người vào hệ thống và để chỉ cho cái người mới tại cái nước đó luôn là bằng cách nào họ có thể trở thành nhà phân phối ngay bây giờ, và bằng cách nào họ có thể đặt hàng, và bằng cách nào họ có thể áp dụng cái bộ sản phẩm chiến lược chăm sóc cá nhân ngay bây giờ qua cái mô hình là Treeway thôi. Rồi cũng có một số anh chị là chưa bao giờ biết cách Treeway Messenger thì mình lại tiếp tục hướng dẫn họ một cách gọi 3 chiều qua cái phone của mình. Qua cái phone của mình có thể bấm cái dấu cộng và mình gọi 3 chiều để mình hướng dẫn, mình chỉ họ cái cách nào để họ có thể vào Zoom họ học nè. Họ có thể chia sẻ với một cái người mới một cái bộ sản phẩm chiến lược nếu mà họ không biết cách dùng social media qua mạng xã hội. Thì đó là những cái cách mình làm để mà mình có được cái hệ thống ở khắp nơi mà mình không cần phải trực tiếp bay đến đó, mà mình chỉ cần dùng cái sức mạnh của lực đồng bảy là mỗi người làm một chút và học hỏi từ những điều hay từ những người lãnh đạo và học hỏi từ những điều hay từ những doanh nhân của GIP, doanh nhân GIP 4.0 của mình. Thì đó là những điều mà mình làm mỗi ngày, và kinh doanh của mình là chia sẻ, nhân rộng và hướng dẫn người khác làm y chang mình. Thì mình làm sao mình chỉ người của mình làm y vậy thì họ sẽ học được những cái điều hay trong kinh doanh này và áp dụng. Wow, awesome, cảm ơn chị Theresa rất là nhiều. Chị Theresa lúc nãy nói về 3 chiều đó, gọi 3 chiều đó các anh chị. 3 chiều là mình gọi điện thoại cho ví dụ một người mới của mình, một người bạn mới đang bắt đầu làm việc với Nuskin. Rồi mình nói chuyện với họ xong rồi mình gọi cho một người khác, ví dụ như là một người trong Nuskin, một anh chị nào đó trong Nuskin, rồi mình kết nối để mình, rồi người mới và một người khác trong Nuskin, ba người đều nói chuyện với nhau. Thì trong lúc đó đó, cái người mới của mình có thể học được những cái kinh nghiệm, được nghe những cái trải nghiệm của một người đã từng làm Nuskin, đã có những kết quả với Nuskin, họ vượt qua những cái khó khăn rồi họ chia sẻ với nhau. Mình có thể ngồi đó mình nghe hoặc là mình hỏi thăm thêm, nhưng mà mình, cái việc của mình là ngồi ở người trung gian để kết nối hai bên với nhau. Và chị cũng nhắc tới Messenger, đó là Facebook Messenger là cái nơi tuyệt vời để mình có thể kết nối được. Mình cộng một người A vào trong Facebook, một người B vào Facebook, mình là người C, người thứ ba, rồi mình bật lên mình bấm cái gọi một cái, nhìn mặt nhau, có những cái chị thử đi, vui lắm, nhìn mặt nhau, ba người thấy mặt nhau và nói chuyện một cách rất là vui, rất là thân thiện. Và qua cái việc đó đó thì cái người mới của mình họ thấy ô cái này vui quá, cái này có người hỗ trợ này, có người kia chia sẻ cho mình này, có câu hỏi thắc mắc mình có quyền mình đi hỏi người khác, mình đi kết nối được để mình có sự hỗ trợ, có sự động viên, nó rất là vui. Và đương nhiên là những người mà trong Nuskin mà mình có thể giới thiệu đó, không chỉ là những người mà tuyến trên của mình, nhưng mà còn những người tuyến ngang của mình. Tuyến ngang là những người không phải là những người tuyến trên của mình, nghĩa là những người không phải là những người mà giới thiệu cơ hội kinh doanh cho mình, nhưng mà là những người mình quen nhau qua Nuskin. Giống như Thắng với chị Hằng là tuyến ngang, rồi Thắng với chị Hoàng Loan, rồi với anh Mike, với anh Văn đều là tuyến ngang hết. Rồi nhưng mà tụi Thắng làm việc rất là gần gũi với nhau, rất là thân tình với nhau, giống như là anh chị em trong nhà. Thắng với anh Tiến khi nào cũng gọi anh Tiến đặng ở Vancouver đó. Anh khi nào cũng gọi Thắng là em họ, hai anh em cùng họ đặng nhưng mà không có bà con. Rồi ngay cả vợ Thắng rất là thích khi mà anh Tiến gọi đây là em dâu. Nghĩa là những người sideline, những người tuyến ngang với nhau đó,
rất là gần gũi thân tình. Vì vậy chúng ta mới tới với nhau để gọi một cái lớn là gọi là gia đình gift được. Chúng ta có một cái họ chung là họ gift. Và tất cả mọi người chúng ta đó, không quan trọng là chúng ta là ở trên, ở dưới, chúng ta ở ngang, tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Và trong kinh doanh với New Skin, các anh chị sẽ biết tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí như anh Mark nói đó, hàng ngàn người. Mà tất cả những người này đều là tuyến ngang với nhau. Và mình có thể hỗ trợ cho nhau, mình chia sẻ cho nhau, mình có thể giúp đỡ nhau để cùng nhau chúng ta thành công. Cho nên anh chị hãy kết nối những người mới của mình, hay là những người khách hàng của mình, rồi những nhà phân phối mới của mình, người muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh với mình. Kết nối họ, giới thiệu họ với những anh chị em trong New Skin để họ có thể làm quen với nhau và họ sẽ nhận được những cái giá trị động lực với nhau. Rất là tuyệt vời. À, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Em cũng ghi chép, học hỏi được rất là nhiều ngay trong cái buổi nói chuyện với chị. Rồi bây giờ đó, em xin mời anh Mike. Đối với anh đó, thì anh kết nối bằng cách nào? À, trước khi mình bắt đầu đó, Thắng, mình thấy hơi lạ lạ, đang cầm cái điện thoại. Tại vì mới nghe Teresa nói là O50. Chưa chắc gì biết xài điện thoại, mình nói chết cha rồi. Hình như mình cũng là gần, mình sắp O50 rồi. À, thấy không xong rồi. Nhưng mà các anh chị, mình nghĩ là O50 hay O40 cũng vậy thôi, đúng không? À, nếu mà nó đáng để cho mình học thì mình sẽ làm. Công nhận không? À, máy không biết sao. À, cái gì mình nghĩ mình, có nhiều người nói là mình lớn tuổi quá. Ôi, làm rồi, nhất là mấy đứa con mình, tụi nó nghĩ nó biết nhiều hơn mình, đúng không? À, mà nói về cái kinh doanh đó, mình phải hỏi đó, là nó phải đáng. Đáng là mình sẽ chịu học thôi, đúng không? Làm xong bây giờ có thể không giỏi, nhưng mà làm hoài thì từ từ nó sẽ giỏi, đúng không? Thì mình không cần biết, anh chị nào mà mới, đừng có nghe mà O50 mà sợ. Không, có nhiều người trong đây là O60 mà O70 cũng bắt đầu làm việc. Ok. À, cái quan trọng nhất là kết nối với người trẻ hơn. Em mắc đó. Đó. Đúng, cho em chêm vô đây một cái xíu thôi nha. Cái chị biết trong hệ thống của mình, cô Thu Tâm 70 mấy tuổi. Đúng. Cô Thu Tâm 70 mấy tuổi mà bây giờ mà nói lên Facebook chưa chắc là mình hơn cô ạ. À. Chưa chắc mình bằng cô Tâm đâu. Đúng không? Cô Thu Tâm free mà lên rất là hay. Rồi là cậu Lộc. Cậu Lộc ra cái tuổi mà người ta cứ nói U70 đó. Oh man, bây giờ mà nói về thể lực, rồi nói về tập thể dục, rồi là xài sản phẩm năng lượng của New Skin á, tụi mình chưa bằng đâu ạ, đúng không? Cái này là chưa à, chỉ có cậu Lộc là hít đất là một ngày là hơn 100 cái hít đất á, mỗi ngày luôn đó, ông O70, tại sao nó đáng thôi anh chị. À, nếu mà anh chị nào mà nghĩ mà O60, O70 á, đừng có lo, mình không giỏi ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai mình sẽ bắt đầu giỏi hơn, ok? À, nếu mà nói về cái kết nối, làm sao máy mà kết nối với mấy người mới của mình á, à, trước tiên mình giống gì nói, giống hồi nãy Teresa với Long nói là kết nối với mấy người ở trên, anh chị phải ít nhất kết nối với một người Blue Diamond Team Lead trong đội của anh chị. Để chi? Tại vì mấy người này đã chứng minh, mấy người này đã có kết quả làm việc và có kết quả. Nếu có kết quả thì sao? Có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm. Để chi? Để hỗ trợ mình làm sao mình, nếu mấy một người mới mà có một người đã thành công, có kiến thức, có kỹ năng, mình muốn làm sao để kết nối với người đó, để chi? Để người đó có thể, mình đang tính làm gì, nhiều khi mình người mới mà, đúng không, mình có nghĩ là ồ mình thử cái này coi có hiệu quả hay không. Nhưng mà mình nói chuyện với một người Blue Diamond Team Lead á, anh chị sẽ biết à, người đó sẽ nói cho anh chị à, thử rồi, đừng có làm vậy, có thể làm giống vậy, thay đổi này một chút, thì á, mình cái cơ hội để cho mình thành công nó dễ hơn, mau hơn, đúng không? Mình cũng là làm sai nhưng mà nó ít lợi, đúng không? Phải, và tại vì học hỏi của người thành công luôn luôn là hay hơn cái người mới, hướng dẫn người mới, cái đó người mù Việt Nam có gì à? Người mù dẫn người mù đi đó, rồi đó giống máy vậy đó, vô người mù ai cũng mù hết đó. Ok, rồi trước tiên á là mình phải kết nối với đó bên đó. Và sau đó đó mình phải kết nối với toàn cầu, gift toàn cầu. Tại sao gift toàn cầu? Để người ta thấy một cái kinh doanh lớn và có nhiều người lãnh đạo, không, để hỗ trợ mấy người này, để mấy người mới thấy Thắng ở bên Portland, đúng không, anh Vân thì bên Vancouver, rồi An Ada thì bên Atlanta, có nhiều chỗ, không, thị trường khác, để chi? Để người ta thấy là kinh doanh này anh chị có thể hỗ trợ và mở rộng cho toàn cầu.
không? Để mà học hỏi, cho phải học hỏi không, nhưng mà để mình thấy biết mặt của người, mấy người lãnh đạo, để chi, để cho mình kết nối mấy ngày này được, không? Sau đó anh chị, thì mỗi thị trường có người lãnh đạo, có mấy người president, rồi co-president ở bên đó, vice president bên đó, để director để hỗ trợ cái thị trường đó. Mỗi thị trường, mỗi châu, năm châu, mỗi châu gì đó là có mấy người trực tiếp hỗ trợ thị trường đó. Tại sao cần cái này anh chị? Tại vì nãy giờ anh chị nghe đó là có mấy cái bộ đúng không? Xài sản phẩm xài ở nhà, thì anh chị biết là thị trường Mỹ mấy sản phẩm nó sẽ khác một chút với thị trường Canada, Âu Châu, Úc, Việt Nam. Thì mình phải hiểu là tại sao mình phải kết nối với người này vô cái thị trường đó, để chi, để người ta biết cái bộ nào phải mua. Nhiều khi mình nói trời ơi, mua sản phẩm này mà nói ủa sao Việt Nam, mấy người của mình bên Việt Nam nói ủa này đâu có đâu anh, đúng không? Tại không có, tại vì thị trường Việt Nam đâu có, thị trường Mỹ thì có. Thì bởi vì mình phải kết nối với mấy người lãnh đạo ở thị trường đó, thì để chi cái người mới, giống hồi nãy bạn nói, mình biết có nhiều anh chị đây rất là mới, không? Có nhiều anh chị cũng chưa có mã số nữa, thì anh chị đầu tiên lấy cái mã số. Từ nãy giờ anh chị nghe rồi đó, là anh chị phải làm gì? Đầu tiên lấy mã số, thứ nhì kết nối với mấy người đó, làm mấy mục tiêu xong xuôi rồi kết nối, để chi? Để mình biết cái sản phẩm nào mình phải trải nghiệm. Nếu mà anh chị không có trải nghiệm được, làm sao mình kinh doanh được? Đi ra nói chuyện, ô cái này xài tốt lắm, có bây giờ xài chưa? Chưa. Ai mà nghe anh chị nữa, đúng không? Kinh doanh gì mà kỳ vậy, không? Nếu mà đó là kinh doanh, nếu mà anh chị mà không xài kem răng thế coi, không? Sáng sớm đâu ai đâu muốn người tới gần, vừa chia sẻ người ta chạy hết trơn rồi, tại mình quên đánh răng, đúng không? Thì cái quan trọng là cái chỗ này đó chị, là mình phải trải nghiệm với cái sản phẩm. Mình á, mục tiêu của một người mới là muốn kết nối để cho mấy người đó, hướng dẫn mấy người đó kết nối để chi? Thứ nhất, biết sản phẩm nào để trải nghiệm cho thị trường đó, biết người lãnh đạo nào để mình có thể thắc mắc câu hỏi, mình có người hỗ trợ mình. Tại vì một người mới làm việc mới, cái gì cũng vậy hết, là sợ nhất là gì? Không có tự tin, và không sợ nhất là không có ai hướng dẫn mình. Mà nếu mà mình có người hướng dẫn mình, và mình thấy mình có tự tin, có một cái đội nhóm hỗ trợ mình, và nhiều khi mình có một người bạn ở, thí dụ anh chị nào mà ở, có người bạn ở bên Úc đi, mình không dám mở thị trường đó, tại mình không có biết ai đó, mà mình không có khả năng bay tới đó hoài, đúng không? Thì nếu mà mình kết nối đó anh chị, thì cái người mới này á, người ta thấy ô mình có một người bạn ở Úc, mình có thể người bạn này gọi được. Tại sao? Tại mình biết là cái thị trường đó có người lãnh đạo, có người của GIF để hỗ trợ người của mình, và để có thể mình có thể một cái hệ thống mà ở bên Úc. Tại sao mình có muốn hệ thống bên Úc anh chị biết không? Tại bên Mỹ tối hay Việt Nam á, thì là sáng, Úc thì sáng, thì mình đi ngủ, bên kia thì cũng bắt đầu làm, mình có tiền vô, coi như là tiền vô 24/24, đúng không? Rồi cái thứ nhì nữa đó là tại vì á, Mike á, thì có cái môi trường của mình á, qua đến Mỹ lâu, thì mình có người Mỹ, đa số người bạn của mình là người Mỹ. Mình nói thiệt với anh chị là mình mới học tiếng Việt Nam đây thôi, mới phải gần 5 năm mà hồi đó là mình nói chuyện là ai ai cũng cười hết, mà ta cười không phải là cười không, mà cười bể bụng luôn, tại vì cái chữ nào mình cũng nói sai hết đó anh chị. Ok, nhưng mà phải học hỏi tiếng Việt Nam, và mình có đội nhóm tiếng Mỹ, và mình không biết tiếng Mỹ, tại sao mình phải kết nối với mấy người này? Để cho mấy người này thấy là có người biết tiếng Mỹ, có kinh nghiệm để hỗ trợ người Mỹ của mình, đúng không? Và người Mỹ cũng vậy. Và trong anh chị biết á, Cambodia cũng có trong đây. Anh chị biết ngày hôm nay là nhiều anh chị Việt Nam mình đã nghe tiếng Việt Nam, nhưng mà anh chị không biết á, là có nhiều người thông dịch, có đang có thông dịch đây nè, live trực tiếp thông dịch tiếng Mỹ, tiếng Mễ, tiếng Cambodia. Tại sao? Tại vì mình kết nối, mỗi người làm một chút, đúng không? Thì bây giờ mình có thể có một cái hệ thống. Tại vì mình mấy cái thích cái hệ thống này, biết tại sao? Hồi nãy mình nhắc anh chị rồi, mình sợ nhất là thay tả của con người khác. Con mình đã đủ khổ rồi, đừng có nói con của người khác, mà thay tả cho người lớn nữa, còn nó cái mùi đó không có giải tả được anh chị, đúng không? Thì tại sao mình muốn cho chị thấy là nếu mà anh chị muốn
làm việc. Thứ nhất, cái câu hỏi là anh chị thấy bao nhiêu người đây đã thành công? Chính cho anh chị thấy là cái này sự thiệt. Thứ nhì, anh chị thấy là gì? Có nhiều người lãnh đạo đã thành công rồi để sẵn sàng hỗ trợ các anh chị. Để anh chị chỉ kết nối thôi. Để chi? Để cho anh chị có một cái niềm tin mình có thể làm điều này. Mình có thể làm một cái kinh doanh để có mình thay đổi cuộc sống mình, và quan trọng nhất là có được một cuộc sống chất lượng hơn. Ok, mình giao lại cho Thắng. Awesome, cảm ơn anh Mike rất là nhiều. Các anh chị thấy không? Là mình có sẵn hệ thống rồi, hệ thống của GIF, có Zoom, có những người thành công, có mọi người ở khắp nơi. Và cái việc của mình bây giờ đó, mình mới vào đó. Các anh chị mới vào ngày hôm nay này, có nhiều người là mới đăng ký luôn, mới xem qua chương trình GIF University hôm qua xong rồi đăng ký làm việc. Thì bây giờ các anh chị hãy, bước đầu tiên hãy tự kết nối mình đi. Hãy bỏ vào cái trong điện thoại của mình Zoom, rồi là mình biết cái giờ bỏ báo động, để rồi mình mỗi ngày mình vào Zoom, rồi mình vào trong trang Facebook, rồi mình tự kết nối mình, làm quen với các anh chị trong nhóm trước, mình tự kết nối mình. Rồi là trong cái chương trình đó, lúc nãy giờ từ anh Vinh rồi chị Thúy Huỳnh mọi người cũng nói đó, mỗi ngày trong vòng từ bây giờ trở đi, mỗi ngày mình chia sẻ cho một người thôi. Trong Zoom của chúng ta có cả trong nhóm chúng ta bây giờ có cả ngàn người nè. Mỗi người mà chia sẻ cho một người mỗi ngày thì chúng ta có cả ngàn người được chia sẻ. Có thể là 500 người họ sẽ nghe thôi. Và sau đó thì 100 người họ làm. Và trong 100 người đó đó thì ngày mai chúng ta kết nối ngay họ vào trong cái Zoom. Mình kết nối họ vào trong nhóm ngay lập tức. Thì 100 người đó sẽ được mỗi ngày, đúng không? Mỗi ngày họ sẽ được học. Và từ đó thì chúng ta sẽ có đội nhóm lớn. Và đương nhiên chúng ta chia sẻ cho 10 người thì có một người đi. Nhưng mà 10 ngày tới anh chỉ có một người thì anh chỉ kết nối họ vào trong đội nhóm liền, vào Zoom liền, để họ bắt đầu học hỏi, họ có được những kiến thức, kỹ năng, để rồi từ lúc đó chúng ta giúp cho họ khởi động ngay. Và đó là cái kỹ năng kết nối mà chúng ta cần phải học và để đem lại kết quả lớn cho chúng ta trong kinh doanh này. Bây giờ xin cảm ơn tất cả các anh chị và xin gửi lại chương trình cho anh Văn Phạm. Cảm ơn anh lúc nãy giờ đã kết nối tất cả mọi người vào chương trình này. Tuyệt vời quá, mời anh Văn. Wow, các anh chị thấy các leader của chúng ta có tuyệt vời không ạ? Riêng cá nhân Văn thì Văn cảm thấy cái nguồn năng lượng, cái sự nhiệt tình, cống hiến của các anh chị vừa mới trao ra cho chúng ta trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Một lần nữa thì chúng ta xin cảm ơn sự hướng dẫn rất là đơn giản nhưng mà chi tiết và đầy đủ của các anh chị Blue Diamond Team Lead của đội nhóm GIF toàn cầu. Chúng ta đã được hướng dẫn về giá trị, nội quy của GIF. Chúng ta cũng được học cách kiếm tiền từ đâu và bắt đầu như thế nào. Chúng ta cũng được hướng dẫn cách lập mục tiêu và danh sách và kết nối vào hệ thống để được tận dụng cái lực đòn bẩy của hệ thống GIF toàn cầu. Xin thay mặt đội nhóm GIF toàn cầu chúc mừng các anh chị đã hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt của ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đã hiểu rất là rõ cái giá trị của công việc chúng ta đang tham gia, giá trị của chúng ta trở thành cái thành viên của gia đình GIF toàn cầu. Chúng ta là GIF và GIF là chúng ta. Chúng ta đã biết là cần phải cam kết để thực hiện những cái việc gì nó rất là cụ thể và sẽ giúp chúng ta đi xa hơn, đi đến đích thành công. Trong lúc cả thế giới đang gặp khó khăn các anh chị, thì kinh doanh của chúng ta được khởi đầu với cái sức mạnh và những tiềm năng vô cùng to lớn. Trong lúc hàng triệu người thất nghiệp trên toàn thế giới, rất là nhiều người đang bị ảnh hưởng nặng nề của cái nền kinh tế suy thoái này, hàng triệu người đang cần tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh minh bạch, uy tín, thực tế và đơn giản để có thể bắt đầu ngay, có thể kiếm tiền ngay. Những cái kỹ năng và những kiến thức các anh chị vừa gặt hái được ngày hôm nay sẽ là những công cụ hữu ích để chúng ta có thể trao cho nhiều người, giúp họ thay đổi. Chúng ta hãy tập trung, đơn giản và nhân rộng. Hãy bắt đầu bằng một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân cho gia đình mình và bắt đầu chia sẻ cơ hội kinh doanh này với nhiều người khác. Hãy tập trung tuyển mộ để thay đổi cả thế giới. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của GIF toàn cầu. Chúc mọi người thành công. Xin chào tất cả các anh chị. Bye bye anh chị.